Chào Nguyễn Đông. Chào Lan Trần. Chào anh Viết Thắng. Chào anh Bình Huỳnh. Hiếu Trương, chào em Trịnh Bá Tư. Good grammar and spelling are important, but if you want to chào chị Ngọc Châu, nhạc đi ha, mình chia sẻ đi.
Xin kính chào tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương đã quay lại với diễn đàn của em trong tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều đã luôn luôn dành rất là nhiều tình cảm cũng như thời gian quý báu của tất cả anh chị em để đến với diễn đàn của em trong suốt thời gian qua. Đó, nhưng bây giờ chủ đề của em ngày hôm nay là luật dẫn độ như thế nào và người dân Việt Nam nghĩ gì về luật dẫn độ. Xin thưa anh chị em, nói đến luật dẫn độ thì chúng ta nghĩ ngay đến cái gọi là Interpol. Theo Interpol luật quốc tế thì những cái nước nào hợp tác hay là kết hợp với những cái quốc gia mà có ký kết thì được dẫn độ. Và cái sự dẫn độ ở đây nó như thế nào? Dẫn độ ở đây không phải là một người đến từ đất nước khác phạm tội trên đất nước đó rồi dẫn về đất nước mà không phạm tội đối xử, đó không phải là dẫn độ. Xin thưa anh chị em, thì bây giờ nói sơ đó qua một tí xíu em sẽ quay lại cái vấn đề này. Và bây giờ chúng ta quay lại cái vấn nạn của Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Cái vấn nạn của Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay là như thế nào? Hiện nay chúng ta thấy ở đất nước Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều tội phạm, đặc biệt là tội phạm người Trung Quốc. Từ tội phạm hiếp dâm, tội phạm giết người, tội phạm ăn cắp, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mua bán ma túy, tội phạm sản xuất ma túy, tội phạm coi như là về kinh tế, nói chung là tất tần tật, kể cả ăn cướp, giết người, hiếp dâm, cướp của, đó, đều có hết. Và những người Trung Quốc họ qua Việt Nam chúng ta, họ lộng hành như thế nào? Chắc là những anh chị em cũng thấy rằng người Trung Quốc hầu như họ qua Việt Nam họ không có coi người dân Việt Nam của chúng ta ra cái gì hết. Tại sao? Xin thưa anh chị em, bởi vì họ biết rằng họ có một cái lá bùa hộ mệnh. Mà cái lá bùa này là như thế nào? Lá bùa này được Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết với cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là bảo vệ người Trung Quốc. Cho nên người Trung Quốc họ tha hồ qua Việt Nam và lộng hành. Và chúng ta thấy nhiều nhất là hầu như trong 2-3 năm trở lại đây. Trong vòng 2-3 năm trở lại đây thì những cái du khách gọi là du khách Trung Quốc hoặc là những gọi là thương nhân của Trung Quốc đi qua Việt Nam làm cái gì? Làm những việc đồi bại, làm những cái việc mà lũng đoạn kinh tế của Việt Nam, làm những cái việc mà không có một xã hội nào chấp nhận được. Xin thưa các anh chị em đó. Và như thế nào? Và chúng ta nhìn lại căn cứ vào cái luật dẫn độ ở đây tôi nói thật sự là cho anh chị em một cái như thế này. Tôi không phải là giỏi giang gì, tôi cũng chẳng có coi như là phải là luật sư, luật gia, luật gì hết. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu ở một số nước, không sao đâu chị Mỹ Huỳnh, mình phải kiên cường đó để chống lại cái bọn tà quyền Việt gian cộng sản bán nước này. Thì như thế nào, chúng ta hãy nhìn qua. Nói về dẫn độ thì luật dẫn độ nó có ký như thế nào? Chẳng hạn như là một người phạm tội ở trên, chẳng hạn như người Việt Nam, đúng không? Phạm tội ở đất nước Việt Nam, chạy trốn vào đất nước nào đó, đất nước thứ hai. Và đất nước thứ hai chẳng hạn như tội giết người ở Việt Nam và trốn qua Campuchia, trốn qua Thái Lan, thì giữa Thái Lan và Việt Nam có ký kết một cái gọi là hiệp định dẫn độ, giống như Việt Nam và Thái Lan vừa ký kết cách đây coi như là một vài tháng đây đó, cái luật dẫn độ giữa Việt Nam và Thái Lan đó. Là chúng ta nên biết rằng cái luật dẫn độ giữa Việt Nam và Thái Lan nó có thể là dẫn độ tội khủng bố, nhưng riêng với tội chính trị, vâng, là nó không có quyền dẫn độ, bởi vì nó coi như là ở đất nước Thái Lan có cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho nên á, cái việc dẫn độ người mà gọi là liên quan đến chính trị về thì điều đó không thể xảy ra, và chỉ có một cách là bắt cóc
à, hoặc là vô cho người đó một cái tội nào đó, hoặc là vô cho người đó à, một cái điều mà phạm vào một cái luật à, ngớ ngẩn của Việt Nam, chẳng hạn như là cướp của giết người hiếp dâm đó, thì họ có thể dẫn về, chứ còn riêng tội chính trị thì không dẫn được. Nhưng chúng ta quay lại ở đây là cái gì? Ở đây muốn nói đến cái luật dẫn độ ở đây là như thế nào. Xin thưa các anh chị em, bởi vì như chúng ta cũng thấy, những người mà đi phạm pháp ở trên một đất nước của người ta thì tất nhiên đất nước đó phải xử. Ví dụ à, như là một người, ví dụ công dân Việt Nam đi qua đất nước Thái Lan phạm pháp đó, gây giết người trên đất nước Thái Lan, thì không bao giờ Việt Nam đó có cái cửa mà gọi là dẫn độ về Việt Nam để xử đó, và phải thực thi bởi luật pháp của nước sở tại đó, đó mới gọi là luật pháp đó. Chứ còn dạ anh xin lỗi anh Nguyễn, một tí em sẽ nói à, còn ở Việt Nam chúng ta thì như thế nào? Cái gọi mà ở Việt Nam mà gọi là cái ký kết, cái gọi là dẫn độ này không phải là dẫn độ con khỉ khô gì hết á đó, mà chẳng qua ký với một cái hiệp định bảo vệ người Trung Quốc đó. Cho dù người Trung Quốc họ đến Việt Nam họ làm bất kể cái gì vẫn được luật pháp của Trung Quốc bảo vệ, luật pháp Việt Nam bỏ vào xó, luật pháp Việt Nam dục vào sọt rác. Tại sao? Bởi vì không có quyền xử người Trung Quốc. Và quay lại, người dân Việt Nam chúng ta nghĩ gì? Người dân Việt Nam của chúng ta nghĩ gì về cái luật dẫn độ này? Đó. Và người dân Việt Nam của chúng ta thấy có bị thiệt hại hay không? Và chúng ta thấy à, có nhiều anh chị em nghĩ rằng á, ôi cái đó là để dành cho những người coi như là phạm pháp à, hay là dành cho những cái người mà quan tâm đến chính trị, còn chúng ta đâu có phạm pháp, thì chúng ta đâu có làm cái gì đâu. Xin thưa với anh chị em một điều như thế này. Đối với người dân Việt Nam đã ở trong một chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa, không có một ai mà gọi là tránh khỏi cái việc phạm pháp, không có một ai có thể tránh khỏi cái việc gọi là mình sẽ an toàn mãi mãi. Never, không bao giờ có điều đó xảy ra. Xin thưa với anh chị em, bởi vì luật của Cộng sản như thế nào, nó muốn cho ai có tội là người đó có tội. Như chúng ta cũng thấy, tại sao ở đây tôi muốn nhắc đến cái việc là luật pháp Việt Nam là một cái tờ giấy lộn và nó không có một giá trị. Xin thưa với anh chị em, chúng ta cũng thấy đó, hôm qua, mới ngày hôm qua thôi, đúng không? Và cái gọi là côn an côn đồ đó, côn đồ công an của coi như là Di Linh, và chúng ta cũng biết rằng tội công an Lâm Đồng là một cái tội ác ôn, một cái tội coi như là khốn nạn. Anh chị em chắc cũng còn nhớ những cái vụ mà đàn áp những người bất đồng chính kiến không? Tôi xin kể sơ qua một vài. Ở đây xin lỗi anh chị em là tôi đi ra ngoài cái lề một tí xíu nhé. Tôi đi ra ngoài lề một tí xíu. Xin thưa anh chị em, nó có cái điều như thế này. Là tôi sẽ lượt qua một số anh chị em mà bị đàn áp ở tỉnh Lâm Đồng đó. Chúng ta thấy ngày xưa là có ai? Có anh Dương Âu, có anh Phùng Quang Quyền bị đàn áp, có cô Nguyễn Thị Tám, dân Lâm Đồng bị đàn áp. Rồi đến ai? Đến bao lết Trần Minh Nhật, đúng không? Trần Minh Nhật cũng bị coi như là đàn áp, cũng bị đánh đập, cũng bị coi như là và sau này truy nã Trần Minh Nhật luôn, và Trần Minh Nhật phải trốn qua Thái, đúng không? Dạ em chào anh Huỳnh Ngọc Hiếu. Và đến tiếp là ai nữa? Chắc chúng ta còn nhớ coi như là một người đạo Cao Đài, Hứa Phi, đó là Chánh Trị Sự Hứa Phi. Chánh Trị Sự Hứa Phi là một người đạo Cao Đài rất là hiền lành, rất là tốt bụng. Ông rất là hiền, ông ăn chay, và ông đã bị đánh rất là nhiều lần, đó là do an ninh và công an của tỉnh Lâm Đồng, và đặc biệt là các huyện như là huyện Lạc Dương nè, huyện Di Linh nè, huyện Đức Trọng nè, đó hầu như nói đến coi như là công an của tỉnh Lâm Đồng là một cái bọn khát máu. Và đến ai nữa? Đến anh chú Trần Trương Văn Kim, đó đến chú Trương Văn Kim, chú Trương Văn Kim cũng bị đánh coi như là gãy bao nhiêu cái xương sườn và đánh không biết bao nhiêu lần.
bị đánh không biết bao nhiêu lần, xin thưa các anh chị em, à, bị đánh rất là nhiều lần. Xin lỗi anh chị em. Bởi vì em sẽ em phải tắt cái này cả. Và bị đánh rất là nhiều lần, xin thưa anh chị em, à, em xin chào tất cả anh chị em vô sau nha. Đó. Và anh Trương Văn Kim là đến ai nữa, chắc chúng ta cũng nhớ đến cái vụ mà chọi đá khủng bố một người phụ nữ và một ông già trên 70 tuổi. Đó, đó là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, đó là cộng sự của tôi và ba của cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Đó, và họ ném đá liên tục trong vậy như vậy gần 10 ngày trời. Đó, đó, và mái tôn cửa kính và họ giục cả coi như là thuốc nổ. Sorry anh chị em, họ coi như là giục cả thuốc nổ tự chế và họ canh nhà. Đó, thế mà người ta bước ra là đánh. Đó, và chúng ta thấy không, đó là sự khốn nạn của coi như là tụi an ninh của tỉnh Lâm Đồng. Và anh chị em nghĩ nó đã dừng lại đó hay chưa? Xin thưa với anh chị em, chưa. Và nó còn làm những cái trò hèn nào nữa? Xin thưa với anh chị em là nó vô cái vườn cà phê của chánh trị sự Hứa Phi, nó đốt rẫy của coi như là chánh trị sự Hứa Phi, nó chặt cà phê của chánh trị sự Hứa Phi, nó đốt nhà của chánh trị sự Hứa Phi. Đó, nó đánh gãy xương chánh trị sự Hứa Phi, nó đánh gãy xương anh chú Trương Văn Kim. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn nhớ coi như là cái ngày mà anh Đinh Văn Hải là một người khuyết tật, một người khuyết tật đi lên thăm cô Đỗ Thị Minh Hạnh khi mà cổ bị ném đá, cổ bị khủng bố và cổ bị ném coi như hơi cay và cổ bị ném coi như là thuốc nổ vào nhà, nhưng mà may là nó không nổ, đúng không? Thì anh bị cái gì? Xin thưa với anh chị em, anh nên xin được nhắc lại là anh Đinh Văn Hải là một người bị khuyết tật. Một người bị khuyết tật về cơ thể, nhưng đối với cái đầu của anh á, đối với cái đầu của anh Đinh Văn Hải á, thì kể cả coi như Nguyễn Phú Trọng, kể cả Nguyễn Thị Kim Ngân, kể cả coi như là Nguyễn Xuân Phúc, kể cả Nguyễn Thiện Nhân không qua được. Đó, họ bị khuyết tật về cơ thể thôi, nhưng cái đầu của họ rất là giỏi. Chúng ta hãy tìm Facebook Đinh Văn Hải và tìm đọc những bài viết của anh. Đó, thì chúng ta sẽ thấy cái đầu của anh nó có hơn những cái kẻ khốn nạn đang cầm quyền hiện nay không. Và như thế nào, tại sao tôi nhắc đến một người mà anh Đinh Văn Hải là một người khuyết tật mà giống như không liên quan? Xin thưa với anh chị em, ở đây có liên quan rất là nhiều, bởi vì tôi đang kể. Tại sao tôi kể những câu chuyện này là tôi muốn vạch ra như một cái này tôi nói chuyện ngoài lề cái chủ đề một tí xíu, là tôi muốn vạch ra cho anh chị em thấy là cái bọn công an an ninh của tỉnh Lâm Đồng nó khốn nạn như thế nào và nó ác ôn như thế nào, nó khát máu như thế nào. Và quay lại cái việc của anh Đinh Văn Hải là một người khuyết tật như vậy, nó cũng không tha, nó coi như là chặn đường, nó đánh anh gãy xương sườn, nó đánh anh gãy xương đòn gánh và tiếp tục khủng bố anh. Đó, khi đưa anh xuống bệnh viện, đúng không, nó cho coi như là an ninh, nó cho coi như là tụi mật vụ theo dõi và không đưa ra cho anh một cái gọi là giấy chứng thường. Đó, nó bít toàn cửa, nó độc tài, mà độc tài là coi như là làm sao mà dám đưa những bằng chứng sự thật ra được. Cho nên rồi chúng ta thấy hồi nãy đến từ nãy bây giờ là ai rồi, trên 10 người rồi, đúng không? Đó, nhưng nó đã dừng lại chưa? Xin thưa với anh chị em, khi đánh anh coi như là Đinh Văn Hải xong, cái tội an ninh của tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt rằng các huyện như là Di Linh, Đức Trọng hay là Lâm Đồng, chúng ta còn nhớ cái cuộc mà xuống đường ngày 10 tháng 6 ở cái thành phố Đà Lạt, cũng cái tội an ninh chìm, an ninh nổi, nó ra tay nó đánh đập những người xuống đường, đúng không? Chưa dừng lại ở đó. Và tội coi như là ác ôn của tỉnh Lâm Đồng nó chưa dừng lại ở đó, và nó còn làm cái gì nữa? Chắc chúng ta còn nhớ một cái sự kiện là anh Phan Văn Bách, anh Phan Văn Bách từ Hà Nội vào Sài Gòn chơi, và anh lên trên coi như là nhà của anh Sĩ Đan. Đó, chắc chúng ta cũng còn nhớ cái vụ ở nhà anh Sĩ Đan. Và
ngày xưa anh Zidane cũng hay lên livestream lắm, nhưng mà đợt này thì không thấy anh lên livestream đó, không biết như thế nào đó. Thì nó làm cái gì? Nó đánh anh Phan Văn Bách đó, nó đánh anh Phan Văn Bách coi như là bị thương đó, nó áp giải anh Phan Văn Bách ra coi như là phi trường để tống về Hà Nội, và nó đánh coi như là Phạm Thế Lực, nó đánh Phạm Thế Lực tét đầu đó. Đây là sự kiện cho chúng ta thấy là cái sự khốn nạn của tụi an ninh, của coi như là công an của tỉnh Lâm Đồng như thế nào đó. Và nó đã dừng lại đó chưa? Xin thưa anh chị em, nó chưa dừng lại đó. Và những ngày gần đây, và đặc biệt là ngày hôm qua, tiếp tục đàn áp những người bất đồng chính kiến, đàn áp những người nói lên sự thật, đàn áp những người cất lên tiếng nói cho quyền lợi, cho cái sự tự do, dân chủ và nhân quyền, và chỉ ra cái sự sai trái của cái bọn Việt gian cộng sản bán nước là ai? Đó là anh Vượng Nguyễn đó. Tiếp tục bắt và đánh đập anh Vượng Nguyễn và nắm đầu anh Vượng Nguyễn đó. Nó coi người dân chúng ta, những người đóng thuế cho nó, là như là một cái kẻ coi như là súc vật. Nó coi chúng ta không phải là người mà nó coi chúng ta là một cái kẻ gọi là kẻ thù của nó đó. Chúng ta thấy không đó? Và ngày hôm nay có những bức hình đó đã chụp và đã đưa lên là nó nắm đầu anh Vượng Nguyễn đó. Trong khi ấy, một đống người anh Vượng Nguyễn ảnh ôm nhom ha, ảnh coi như là nhỏ thó con chứ ổng ảnh có coi như là bự con gì đâu, mà nó nắm đầu vậy nè, nó kẹp 3-4 thằng nó còn nắm đầu đó. Chúng ta thấy không, đó là cái sự khốn nạn. Và chúng ta thấy ở đây là cái gì? Ở đây là cái bọn công an côn đồ này nó có tôn trọng cái thứ nhất là pháp luật, cái thứ hai là người dân hay không? Ở đây nó không có tôn trọng người dân, nó không tôn trọng pháp luật đó, bởi vì nó là một cái lũ vô thần, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Nó luôn luôn coi dân tộc là kẻ thù của nó. Nó chỉ biết còn đảng còn mình, mất đảng mất mình, cho nên nó tìm mọi cách để nó bảo vệ, cho dù nó bán nước hay là cho dù nó coi như là giết coi như là cả dân tộc này, nó vẫn làm, miễn làm sao để nó giữ được cái nồi cơm của nó. Đó là cái sự khốn nạn của bọn tà quyền Việt gian cộng sản bán nước này đó. Cho nên đối với người dân của chúng ta cần phải tiêu diệt đó bằng mọi cách, phải xuống đường lật đổ cái đảng tà quyền Việt gian cộng sản bán nước này. Xin thưa anh chị em đó. Và tại sao em lại đưa ra những cái đó mà để những cái việc này để em nói ngày hôm nay? Xin thưa anh chị em, có nguyên nhân hết, không phải tự nhiên đâu. Bởi vì em muốn so sánh tại sao họ đánh đập những người dân của mình từ gãy xương. Đó anh chị em cũng thấy ở coi như là cái vụ án ở phường 15 quận 8 chỉ, như hôm qua em cũng mới nói là một cái thằng đeo mới cái lon thượng sĩ thôi, mới đeo cánh gà thôi đó, mà nó còn đấm người dân chúng ta như vậy đó. Nhưng ngược lại, tại sao? Em xin chào chị Hồng Nguyên. Ngược lại, nó đối xử với người dân của chúng ta như trâu như bò, nó đối xử với người dân chúng ta như súc vật như vậy, mà nó đối xử với cái thằng tội phạm đó, gọi là tội phạm của nước lạ đó, tội phạm của cái thằng anh mà thằng coi như là bốn tốt mà 16 chữ vàng của nó đó, như thế nào? Nó coi còn hơn là ông có nội của nó nữa đó. Nó bắt được những cái kẻ mà gây tội phạm trên chính quê hương của mình, trên chính lãnh thổ của mình, nó không dám xét xử đó. Và nó khúng nấm như một cái con chó đó đó, khúng nấm y hệt như một con chó như vậy, và đưa những cái ông chủ của nó đó ra sân bay để đưa về đó cố quốc đó. Chúng ta thấy không, ở đây nó có sự khốn nạn không? Anh chị em hãy nhìn đi, hãy nhìn nó đối xử với người dân của chúng ta, và hãy nhìn người dân của chúng ta mỗi một khi mà xuống đường phản đối cái gọi là đặc khu, phản đối cái giàn khoan, hay là bất kể cái việc gì mà có liên quan đến cái thằng Trung Quốc khốn nạn, thì nó sẵn sàng đưa một cái đạo quân đó rất là hùng mạnh, đó là có đội quân chó săn của coi như đảng cộng sản, đó là bọn công an đó, nó ra đánh đập người dân không thương tiếc đó. Và những thằng mà đánh đập người dân đó là những kẻ, đó là những kẻ tội đồ của dân tộc. Xin thưa anh chị em đó. Như vậy chúng ta thấy gì ở đây? Chúng ta thấy một cái
quá bất công. À, người dân của chúng ta sống một chế độ quá bất công, trong khi đó một chúng ta đang tôn thờ, chúng ta đang coi như là nuôi một cái bọn mà coi như là hèn với giặc mà ác với giặc. Đây gọi là rõ ràng là một cái sự hèn với giặc ác với dân. Tại sao em lại nói là hèn với giặc ác với dân? Xin thưa với anh chị em như thế này, bởi vì chúng ta thấy như thế nào hiện nay, theo thống kê mà tôi biết được ở trong cái sở di trú của Thái Lan có gần 1.000 người lao động đánh cá gọi là bất hợp pháp bị bắt và nhốt ở trong sở di trú của Thái Lan. Và ở Malaysia, ở Malaysia có coi như là khoảng 600-700 người, ở Philippines có coi như là 300-400 người đó. Ở Indonesia có trên 500 người đó, đang bị nhốt đó, bởi vì đi đánh bắt xa bờ, gọi là xâm phạm chủ quyền lãnh hải của đất nước khác, bị bắt nhốt trong trong tù, sống khổ như một con chó ở trong coi như là các trại tù của các nước. Và có một thằng cán bộ nào, một thằng coi như là đại sứ quán nào, một thằng ngoại giao nào đó đi vào để coi như là can thiệp để cho người dân họ được tự do, mặc dù những người này chỉ có một cái tội gọi là xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp và đánh bắt trái phép thôi. Hoặc là vì sự mưu sinh, vì sự mưu sinh của chúng ta mà phải coi như là xâm phạm lãnh hải của họ đó, và bị bắt đó, và bị nhốt trong tù và không có tiền để mua cái vé máy bay. Một cái vé máy bay từ ở Thái Lan này mà bay về Việt Nam, vé một chiều mà nó chỉ có 3.000 baht thôi, nó khoảng coi như là 2 triệu đến 2 triệu rưỡi thôi. Anh chị em thấy khốn nạn không? Mà người dân không có tiền để mua, và cái thằng đại sứ quán nó cũng không can thiệp đó. Và cuối cùng phải ở đây. Có những người họ ở đây một năm mấy, hai năm, họ không có tiền mà đại sứ quán thì không can thiệp, gia đình của họ thì không biết họ bị nhốt ở đâu đó. Họ đâu có liên lạc ra bên ngoài được đó. Và chúng ta thấy đây là một cái gì? Một cái sự khốn nạn. Trong khi đó nó dùng máy bay để nó đưa những cái tên mà những cái kẻ tội phạm ở trên đất nước của chúng ta đó, gây ra những tội ác, gây ra những cái tội đồ trên chính quê hương của chúng ta, mà nó dùng máy bay của chúng ta, nó dùng tiền thuế của người dân của chúng ta đó, để coi như là nó đưa một cái chiếc máy bay coi như là một chiếc máy bay Boeing đó, hoặc là của coi như Việt Nam Airlines đó, để đưa những cái kẻ mà phạm tội đó, trên chính quê hương của mình về cố quốc của nó. Nó thấy sự khốn nạn không? Đó. Và chúng ta thấy gì ở đây? Xin thưa với anh chị em, như vậy chúng ta nhìn thấy, quay lại cái vấn đề là cái luật dẫn độ. Ở đây tôi nói thẳng một cái, ở đây không phải là cái luật dẫn độ, mà ở đây là một Việt Nam và Cộng sản đã ký kết một cái luật gọi là luật bảo vệ người Trung Quốc bất kể gây một cái tội gì trên đất nước Việt Nam đó, đó là bảo vệ họ. Nếu như mà một cái thể chế mà nó bảo vệ tội phạm như vậy, chúng ta làm gì anh chị em? Đó. Chúng ta chấp nhận cúi đầu để cho người Trung Quốc họ tiếp tục đè đầu cởi cổ chúng ta, hay là chúng ta nên đứng lên để đòi lại cái quyền lợi của mình? Xin thưa với anh chị em. Và bây giờ nói đến cái bộ công an. Nói bộ công an là một cái bộ hèn hạ, là nó là một cái bộ côn đồ, nó là một cái bộ mafia, nó là một cái bộ ăn cướp đó, nó là một cái cánh tay đắc lực để ăn cướp cho đảng đó, nó là một cái cánh tay coi như là rất là quyền lực đó, và nó có rất là nhiều quyền lực đó, để làm công cụ ăn cướp để nuôi đảng đó. Và cái bộ này nó đã đề xuất cái gì? Cái bộ này nó đã đề xuất một cái rất là ngu xuẩn, là giao tất cả những cái vùng đặc quyền kinh tế, những cái vùng kinh tế trọng điểm ở ven biển cho Trung Quốc. Đó có phải bán nước không? Và thằng Tô Lâm, tôi phải nói là thằng Tô Lâm, bởi vì nó là tội đồ dân tộc mà, không có anh em, không có chú bác gì ở đây hết trơn đó, đúng không?
Cho nên đó, chúng ta thấy, và bây giờ quay lại cái việc đất nước của chúng ta, chúng ta thấy đó, người Việt á, hở ra chỉ cần phản đối Trung Quốc thôi là nó bắt nó bỏ tù. Chúng ta cũng còn nhớ cái sự kiện ngày 10 tháng 6 à, nói rõ hơn là ngày 9 tháng 6 năm 2018 và kéo đến 10, 11, 12, 13 và 14 à, à, là như thế nào? Có hàng trăm anh chị em của chúng ta bị bắt bởi vì cái gì? Bởi vì phản đối cái luật an ninh mạng, phản đối cái luật đặc khu giao đất cho Trung Quốc, giao biển, giao đất, giao đảo cho Trung Quốc 99 năm đó. Và rất là nhiều anh chị em của chúng ta đã bị bắt, và bây giờ có những người còn vẫn còn đang nằm trong tù đó. Nhưng phải nói là thằng Nguyễn Xuân Phúc đó, ở đây tôi xin lỗi anh chị em là bởi vì à, tôi không có à, tôn trọng những kẻ đó được. Thật sự à, đối với tôi rất là kính trên nhường dưới, lớn kêu bằng anh, bằng chị, bằng cô, bằng chú, bằng bác, bằng bà, bằng ông, nhỏ kêu bằng em, bằng cháu, bằng con đó. Nhưng đối với cái kẻ mà tội đồ dân tộc tôi sẽ không bao giờ tôn trọng, kể cả Hồ Chí Minh à, một tên tội đồ dân tộc tôi sẽ không bao giờ tôn trọng và sẽ không bao giờ gọi họ là bác hay là chú hay là gì, mà chỉ gọi đó là xúc sinh tội đồ dân tộc, là thằng đó, chứ không thể coi như là à, tôn trọng nó được. Đối với tôi rõ ràng thù là thù, kẻ thù à, tội đồ dân tộc là kẻ thù của coi như dân tộc Việt Nam, chứ không thể nào hùa chung là bởi vì nó lớn chúng ta phải coi như là gọi nó bằng ông bằng chú, không, không phải như vậy được đó. Cho nên tôi quay lại đây à, tại sao tôi nhắc đến cái sự kiện mà ngày 10 tháng 6 à, xin thưa với anh chị em, bởi vì một cái điều mà chúng ta hãy nhận ra là chúng ta phản đối cái luật an ninh mạng, nhưng cuối cùng luật an ninh mạng nó vẫn áp dụng, và bằng chứng cho chúng ta thấy từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 cho đến nay nó bắt hàng chục người, thậm chí cả trăm người anh em của chúng ta, những người dùng Facebook để chia sẻ, giống như là anh Nguyễn Hồng Nguyên, giống như là anh Lê Minh Thể, giống như là anh Biển Mặn à, giống như anh Huỳnh Trương Ca, anh coi như là Trần Đình Phương à, anh Cương à, hoặc là anh Nguyễn Thế Hóa, anh Nguyễn Ngọc Ánh đó, và còn rất nhiều anh chị em, chị Hoàng Thu Vang, chị Đoàn Thị Hồng đó. Và đó là cái gì? Đó là luật an ninh mạng, đó là đặc khu. Vì luật an ninh mạng, vì đặc khu cho nên anh chị em chúng ta phải vào tù à, cho nên đó, xin thưa với anh chị em, nhưng cuối cùng thì sao à, anh chị em của chúng ta vẫn tiếp tục ngồi tù và mang những bản án rất là nặng, đúng không? Và luật an ninh mạng cũng đã áp dụng, và bây giờ nó đang áp dụng người dân của chúng ta. Và cái bằng chứng mới nhất đây là nó bắt anh Vượng Nguyễn đó à, chúng ta thấy rõ không? Và một cái nữa, ở đây thêm một cái gì nữa, xin thưa với anh chị em, thêm một cái gọi là cái luật đặc khu đó. Cái luật đặc khu đó, 99 năm cho theo 99 năm à, Văn Đồn, Bắc Văn Phong, Phú Quốc à, và bây giờ chúng ta thấy cái gì à, Quốc hội Việt Nam à, hứa cái gì với người dân à. Hả? Ừ. À. Nó hứa nó sẽ dừng đó lại, đúng không? Nó hứa nó sẽ dừng cái luật đặc khu lại, nhưng nó có dừng hay không? Nó vẫn âm thầm nó làm đó. Và hàng chục, có thể đến hàng trăm anh em của chúng ta đã đang ngồi trong tù đó. Em chào chị Hiền Trần, chị đang ở Rome mà sao lại rảnh như vậy đó. À, chúng ta thấy như thế nào? Xin thưa các anh chị em, là bây giờ nó đã tiếp tục thông qua và nó vẫn ngầm ở trong cái bộ máy coi như là tà quyền Việt Giang Cộng Sản này, nó vẫn ngầm ở trong đó và nó tiến hành. Bây giờ chúng ta thấy gì? Vân Đồn à, sân bay cũng xây xong à, người Trung Quốc coi như là cũng ở xong, Vịnh Văn Phong. Bây giờ
khu Bắc Văn Phong thì chúng ta phải nói đến Vịnh Văn Phong ở Nha Trang, đúng không? Đó, đèo cả đi vô à, đúng không? Đó, chúng ta thấy. Còn không, nó cho người Trung Quốc vào nhan nhản và nó dùng cái tiền mà gọi là hồ tệ, nó dùng tiền coi như là nhân dân tệ để nó mua cái gì à, đất của người ta, nó làm lũng đoạn kinh tế, nó làm lũng đoạn à, cái cuộc sống người ta ở đó. Nó coi như là bỏ cái đồng tiền ra, nó mua những mảnh đất, và ai là người đứng ở đằng sau là người Trung Quốc, và nó làm lũng đoạn cả coi như là khu vực đó, nó chiếm đất của người dân à, nó đẩy cái giá đất lên, thay vì một cái miếng ruộng này à, bởi vì nó thèm mà. Tại sao tôi phải nhắc đến cái này à, xin thưa anh chị em, từ từ em sẽ coi như là nói từ từ ha à. Dạ đúng rồi, anh Huỳnh Ngọc Hiếu à, và nó làm cái gì? Để nó đẩy cái giá đất lên, và để nó thâu tóm, và nó đánh vào cái lòng tham của người dân của chúng ta. Nông dân mà, tôi nói thật sự với anh chị em một điều như thế này. Nông dân mà à, từ xưa đến bây giờ à, từ thời bao cấp đến bây giờ, chưa bao giờ cầm trong tay à, một vài trăm triệu, chưa bao giờ cầm trong tay một tỷ bạc. Đó, nghe nói một tỷ bạc, ôi nó lớn quá. Đó, nghe nói bây giờ 500 triệu, ôi nó lớn quá. Đó, coi như là à, sướng coi như là rung cả đùi lên à, nó sướng rung cả người lên, dựng cả tóc gáy lên ừ. Nhưng nó không biết rằng đó, đằng sau cái một tỷ đó, đó là chúng ta sẽ không mua được một cái gì, sẽ không có một căn nhà để ở, không có một tấc đất để cắm dùi, sẽ không có một cục đất để chọi chim. Xin thưa với chị em, bởi vì một tỷ đó nó không là cái gì hết à. Chúng ta thấy cái gì? 100 ngàn, 50 ngàn, 50 ngàn đô thì nó ra là bao nhiêu hả? Anh chị em tính giùm em cái hả? Đó, nhiều hay không? Trong khi đó cầm coi như một tỷ bạc, cầm hoặc là 500 triệu đi ra ngoài mua được căn nhà hay không, hay là đi ở nhà trọ, rồi nó làm lũng đoạn như thế nào, bắt đầu làm cho người dân của chúng ta, khi một người dân mà khổ sở, chưa bao giờ cầm đến đồng tiền đó, một vài trăm triệu hoặc một tỷ, thì khi cầm cái đồng tiền nó sẽ không bao giờ biết sử dụng. Đó, để phải làm cái gì? Chồng ăn nhậu đó, bồ bịch gái gú, chưa bao giờ có đồng tiền mà chưa bao giờ coi như là à, hưởng thụ mà ngày xưa cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đó, nhưng mà đủ ăn, đúng không? Bây giờ bắt đầu bán đất của mình đi đó, giao cho Trung Quốc xong xuôi rồi à, à, bắt đầu bán à, bây giờ là không bán mặt cho đất nữa, mà bán lưng cho, không bán à, lưng cho trời nữa, mà bây giờ bán cái gì đó? Bây giờ dùng cái đồng tiền đó đi cặp bà bồ, đúng không? Chồng thì đi cặp bồ, đúng không? Vợ thì đi sửa sắc đẹp, đúng không? À, nâng ngực, đúng không? Đó, coi như là chân diện lên, đúng không? Đó, con cái thì bắt đầu á sắm sửa, đó, mua vàng là còn đỡ đó, mua vàng còn đỡ đó Hoàng Lan Nguyễn à. Ừ. Đó, bắt đầu chân diện sắm sửa, chưa bao giờ coi như là à, cầm cái đồng tiền đó mà. Rồi, đó, xin thưa với anh chị em, một tỷ anh chị em chỉ cần xài 1.000 đồng thôi, nó sẽ không còn là một tỷ ừ, đúng không? À, thì xảy ra cái gì? Bắt đầu nếu mà có con cái nữa, con cái cũng chưa bao giờ được cầm cái đồng tiền đó. Bây giờ bắt đầu chia ra, chia năm xẻ bảy thì làm sao đồng tiền đó đâu còn nguyên vẹn nữa, thì làm sao mua được một căn nhà thứ hai, là tiếp tục ở nhà trọ. Ở nhà trọ thì làm gì? Xài hết những đồng tiền đó là quay lại làm nô lệ trên chính cái mảnh đất của mình vừa bán đây nè. Đó, xin thưa anh chị em, quay lại làm nô lệ, bán sức lao động của mình cho nó trên chính cái mảnh đất của mình ngày xưa. Đó, anh chị em thấy chưa? Đó, có phải đó là một sự khốn nạn đó mà Trung Quốc đang gây lũng đoạn cho kinh tế Việt Nam của chúng ta hay không? Đó, và nếu như bây giờ người dân Việt Nam của chúng ta để ý một cái nữa, chúng ta thấy như thế nào? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc à, gọi là phát niễn à, chỉ đạo cái gì? Chào ông Trần Vũ Anh Bình đó, chỉ đạo cho tỉnh Kiên Giang phải coi như là ráo riết đó, và ngay lập tức phải coi như là quán triệt đàn em đó, để thành lập và giao cái đặc khu đó, cho Trung Quốc đó, chúng ta thấy không? Và bây giờ mà Nguyễn Xuân Phúc mà coi như là nói cái chuyện quán triệt, nó đã lâu rồi, nó có từ năm ngoái rồi,
chắc từ đầu năm, lúc mà đầu năm anh chị em còn nhớ một cái phi vụ là máy bay của Trung Quốc bay từ sân bay Phú Quốc bay thẳng về đại lục không anh chị em? Anh chị em còn nhớ cái vấn đề đó không? Như vậy chúng ta còn không? Đất nước chúng ta còn hay không? Trong khi đó cái luật dẫn độ cái luật dẫn độ nó làm cái gì? Cái luật dẫn độ nó để bảo vệ người Trung Quốc. Và chính nó đã giết người Việt Nam chúng ta. Tại sao tôi lại nói anh chị em đừng nghĩ rằng tại sao tôi lại nói là cái luật đó nó lại giết. Tôi đâu có thấy như là cái luật đó nó giết dân tí xíu nào đâu, đúng không anh chị em? Nói có nhiều người họ sẽ nói cái thằng này nói bá vơ, cái luật làm sao giết dân được. Nhưng xin thưa với anh chị em, tôi sẽ nói một vấn đề cái luật này nó giết dân chúng ta như thế nào. Trần Vũ Bình, chờ tí xíu nha. Bởi vì như thế này, khi một cái luật mà bảo vệ một người Trung Quốc đó gây phạm pháp bên chính quê hương của chúng ta, giết người, đó không phải giết chúng ta không? Nó giết người xong nó được dẫn về, nó được trả cao trả về Trung Quốc để bảo vệ nó, có phải nó giết dân chúng ta không? Nó sản xuất ma túy, nó mua bán ma túy đó, nó mua bán từ đầu năm đến nay có hàng tấn ma túy đó, đã bị bắt, đã bị lộ ra, chứ không phải là bị bắt con khỉ gì hết đó, bị lộ ra bởi vì phe cánh nó đấu đá với nhau, đấm với nhau, nó lộ ra, nó rách cái bọc, nó lộ ra thôi, đúng không? Thì làm cái gì đó, toàn là người Trung Quốc không? Và ma túy nó làm cái gì? Ma túy đó giết chết dân của chúng ta, xin thưa các chị em. Và còn gì nữa? Vì cái luật đó nó bảo vệ những con người đó, và chúng ta thấy ở trên đất nước chúng ta vừa rồi đó, ba thằng thanh niên nó qua nó cắt cổ thằng tài xế taxi đó của người Việt Nam chúng ta đó. Ba thằng Trung Quốc nó cắt cổ tài xế taxi người Việt của chúng ta trên chính quê hương của chúng ta, cuối cùng làm gì? Dẫn độ nó về. Có phải chính cái luật dẫn độ này đã giết dân tộc Việt Nam chúng ta hay không hả? Anh chị em trả lời cho tôi biết đi. Đúng không? Đúng rồi, Hoàng Lan Nguyễn đó. Khi bán đất ăn hết tiền rồi phải đi ăn cướp ăn giật không đủ mọi cách đó, nghiện. Lúc này là nó có ma túy mà nó bơm, nó dúi ma túy cho chơi đó, chơi ma túy đi sướng lắm, phê lắm, chơi vô thì đi lên mây mà thiệt, đi lên mây thiệt đó. Cho nên chúng ta thấy đây, cái luật dẫn độ nó rất là khốn nạn và đang giết dần và quay lại. Người dân chúng ta nghĩ gì về cái luật này? Ok, em sẽ mời anh Trần Vũ Bình đó. Tạm thời bây giờ mời Trần Vũ Bình đi đó, và chúng ta sẽ phân tích ra những cái, tìm ra những cái sơ hở và những cái luật khốn nạn này nó áp đặt lên người dân Việt Nam của chúng ta như thế nào. Cho nên một tí xíu em sẽ phân tích tiếp, và bây giờ em sẽ mời anh Trần Vũ Bình. Em đang ngang anh Bình ơi, em đang mời anh Trần Vũ Bình. Chờ chút đấy. Nghe được không? Nghe được không? Em đang chỉnh cái earphone đây. Nói đi em nghe. Thì nói về cái luật dẫn độ thì thực sự mà người Việt Nam mình bây giờ là quá rõ, ngay cả cộng sản bây giờ nó cũng quá rõ về cái vấn nạn mà người Trung Quốc qua đây. Không phải là người Trung Quốc, đó là những cái tội phạm được cài cắm qua đây để mà phá cái nền kinh tế, phá cái đời sống của người dân. Thực sự mà nói thì khi mà Cộng sản Việt Nam đã ký cái hiệp định là dẫn độ với Trung Quốc, thì cái vấn đề ở đây là cái lực lượng gọi là bảo vệ chính trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ phải làm việc cực lực hơn nữa. Cái vấn đề đây là chúng ta đã thấy được rằng là mấy tháng nay là bên cái ban bệ là Bộ Công an, họ đã truy ra những cái nguồn gốc tội phạm là Trung Quốc không. Chúng ta đã thấy được rằng họ đã buộc lòng đặt bút ký, thì vì thế mà những tội phạm của Trung Quốc trà trộn qua đây để mà họ phá bỉnh, thì chắc chắn là cái lực lượng công an đây là làm việc rất là mệt. Nó là như thế. Bên cạnh đó chúng ta đã thấy được rằng là về cái
tình hình thế giới, nhất là cái khu vực Hồng Kông của Trung Quốc đây, chúng ta đã thấy được rằng là cái vấn đề là người dân họ phải trả máu và họ để đánh đổi cái nền dân chủ có tại Hồng Kông. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã thấy rằng là có một cái clip ở trên mạng đưa ra là từ Đại Lục luôn nha Huy Chương. Là cái nhà tù Tân Cương. Chúng ta đã thấy được rằng là đây là mình nói về cái vấn đề là một cái góc độ người dân với nhau. Chắc chắn rằng là Bình Chương cũng như là quý anh chị em ở trên đây là rất rất đồng cảm với người dân Đại Lục Trung Quốc. Rất đồng cảm với người dân Đại Lục Trung Quốc. Và nhất là những khu tự trị đã bị Trung Quốc gọi là tìm cách mà tiêu diệt, như là Tân Cương, chúng ta đã thấy người Duy Ngô Nhĩ họ bị bắt, họ bị cùm như thế này đó. Thì chúng ta đã thấy rằng là chúng ta rất đồng cảm với cái nỗi đau của dân tộc Trung Quốc, nó là như thế. Và cái vấn đề ở đây rằng là đây là cái cuộc chơi của hai nhà cầm quyền cộng sản với nhau, khi mà chúng ta đã thấy là Trung Quốc qua bên đây để mà phá nát cái nền kinh tế và phá nát cái đời sống của người dân. Thì nãy giờ là Huy Chương cũng đã dẫn chứng những cái vụ án mà phía công an Cộng sản Việt Nam đã triển khai và bắt bớ. Rồi cái chuyện mà dẫn độ thì mình không có bàn ở đây, nó quá rõ ràng rồi ha. Thì một mặt là Trung Quốc nó chơi Việt Nam, tại vì chơi Việt Nam nó quá dễ. Thằng Cộng sản đàn anh và thằng Cộng sản đàn em, thì thằng anh gõ đầu thằng em mấy hồi. Chính vì thế mà nó một mặt là nó đưa tội phạm của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam, còn mặt khác thì nó đưa cái dạng hải cảnh để mà phá bỉnh ngay cái khu vực Biển Đông. Và nó lớn tiếng, cái vấn đề ở đây là bãi tư chính là của nó và Việt Nam không được khai thác ở đây nữa. Chúng ta đã thấy rằng là đây là một cái bước đi nó khá táo bạo của Trung Quốc. Mình hơi đi xa cái vấn đề này một chút và không có nói mức độ là dẫn độ giữa hai cái nền cộng sản với nhau. Tại vì thực sự mà nói, nếu mà nói về cái góc độ hiệp định dẫn độ thì nó quá nhỏ để mà mình nhìn về một cái hiện tình lớn hơn, một cái tự do cho Việt Nam lớn hơn. Thì cái vấn đề ở đây là khi mà Cộng sản Trung Quốc mà nó hoành hành khu vực Biển Đông, chúng ta đã thấy được là người dân Việt Nam mình đã lên tiếng. Và thực sự mấy ngày gần đây thì cái vấn đề ví dụ như phiên xử của chị Dung và chị Sương đó, hai người rải truyền đơn ở Đồng Nai, và ngay cả hôm qua cũng đã bắt Facebooker Vượng Nguyễn. Chúng ta đã thấy được rằng là một cái sự thối nát về cái cách cầm quyền, và họ luôn muốn bịt miệng. Thật sự mà nói, ngay cả bản thân Bình đi chăng nữa, Bình đang ở quốc nội mà Bình làm những cái kênh YouTube hoặc là trên Facebook đó, nó luôn bị chặn. Thật sự mà nói, Bình làm cái truyền thông này, chắc chắn một điều rằng không phải là Bình cố ý và Bình làm cái cho mọi người xem, nhưng mà Bình muốn Bình làm là đây là một cái chứng cớ để quốc tế nhìn vào, và đây là một cái để Cộng sản nó hiểu được mình như thế nào thôi. Chứ thực sự bản thân mình thì mình cũng không có nghĩ ngợi sâu xa cái vấn đề bắt bớ, như là Vượng Nguyễn cũng vậy. Cái chuyện bắt bớ là cái chuyện nhỏ. Cái chuyện rất nhỏ đối với Vượng Nguyễn, thật sự mà nói, tìm ở trong dân Việt Nam, thật sự bây giờ hiếm có ai có được cái tâm tính như là Vượng Nguyễn. Ok, bắt thì đi tù thôi, nó là như vậy. Chúng ta đã hiểu được rằng cái sự trả giá của chúng ta bằng những án tù, những cái sự thiệt thòi cá nhân của chúng ta, nó là một cái để mà chúng ta nhìn đến Việt Nam được tự do hơn. Thật sự, không phải cái vấn đề ở đây rằng là Cộng sản Việt Nam bắt bớ chúng ta rồi là để trả lời cho Trung Quốc rằng là đó, em đã bắt cái thằng này nó chống đối đảng Cộng sản Trung Quốc nè, nó này nọ nè, thằng này nó phá rối cái vấn đề là
hiềm khích dân tộc này dân tộc kia nè, không có cái vấn đề đó. Mà cái chiêu thức của Cộng sản Việt Nam, họ muốn vượt và không còn quay lại với cái ngưỡng cửa với Cộng sản Trung Quốc nữa, thì buộc lòng họ phải gọi là đi với tư bản. Mà chắc chắn một điều rằng là cái tư duy của người Cộng sản thì chúng ta cũng đã biết rồi. Như vừa rồi họ kêu nói rằng là anh thích giờ cứ viết cái bản đi, là tôi muốn này giải quyết để đặc xá này nọ đi, chỉ cần đặc xá không thôi, anh thích ký cái bản là đặc xá không thôi, đồng ý cái vấn đề đặc xá thì nó sẽ đặc xá cho anh thích. Yeah. Nhưng mà cái bản lĩnh của anh thích lại không, chúng ta đã thấy được rồi, đây không có tội nên không cần đặc xá, và anh thích chơi hết án. Chính vì thế đây là một cái ngưỡng cửa mà buộc lòng Việt Nam, khi mà họ gọi là mấy nay họ vẫn có cái ký cam kết với các nước tư bản, mà đặc biệt là Mỹ. Thật sự mà nói, ký tư bản với châu Âu ok, mình cũng thấy là vui đó chứ. Nhưng mà nhìn về cái phiên mà công đoàn vừa rồi, thật sự mà nói châu Âu cũng chưa được lòng cá nhân mình nữa. Thật sự mà nói họ còn yếu lắm, họ chỉ nghĩ về cái lợi ích của họ thôi. Còn cái vấn đề Mỹ ok, Mỹ chơi là nó xác đáng, nhưng mà thật sự cái vấn đề ở đây đó là cái nền Cộng sản Việt Nam họ buộc họ phải thay đổi. Nhưng mà chúng ta đã thấy là cái vấn đề ở đây là họ phải có cái thời gian. Họ phải có cái thời gian. Họ đã quá mệt mỏi rồi. Chắc chắn họ đã quá mệt mỏi rồi. Soi cái vụ mà cái đám cấp cao đi với bà Ngân qua bên Hàn, chúng ta đã thấy được rồi. Đó. Con chào chú Nguyễn Hữu Cầu. Người đi tháp tùng theo bà. Người bạn tu đó. Chú Nguyễn Hữu Cầu. Cái chat à? Không, chú Nguyễn Hữu Cầu ổng chào lại ổng, người bạn tù. À vậy á hả? Thì mình trở về với cái vấn đề ở đây rằng là thực sự khi mà nói về cái sự quản trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã thấy được là họ quá rều rã rồi. Đó, và là hình ảnh là những người vừa rồi, mới hôm qua đây thôi, là báo chí Hàn Quốc đã đưa rằng là gọi là bây giờ là đưa cái vấn nạn nó là đào tị đó. Nó là như vậy, đào tị. Anh biết tại sao không? Anh biết tại sao mà Hàn Quốc thì chúng ta cũng đã thấy lên không? Đó. Anh biết tại sao không? Nó có một cái nguyên nhân như thế này. Anh chị em cũng còn nhớ là cái vụ mà người Việt đi qua Nhật mà ăn cướp, rồi người Việt đi qua Nhật giết người. Đó, và chính coi như là tổng coi như là thủ tướng Shinzo Abe, ông đã coi như là ra một cái xác lệnh là trục xuất những người bất hợp pháp tại Nhật và truy quét cho bằng hết những tội phạm Việt Nam ở Nhật. Là ngay lập tức Hàn Quốc tiếp theo phanh phui cái vụ là người Việt bỏ trốn đó, và còn tìm rất là nhiều người đang bỏ trốn. Cái này á, thật sự nói ra là thêm xấu hổ, nhưng mà cái sự xấu hổ thì chúng ta phải nói ra. Bởi vì cái sự xấu hổ này không phải do coi như là con người Việt Nam, mà cái sự xấu hổ này là nó đem đến từ cái Đảng Cộng sản này mà ra. Đó, chúng ta thấy không? Thật sự đến ngày hôm nay rồi, đó, mà rất là nhiều người đi ra thế giới rồi, mà không biết nghĩ làm sao. Tôi mới coi như là ở ngoài Siam Paragon, tôi về đây. Tôi thấy mà tôi không biết, tôi nghĩ trong đầu tôi gặp một người, đó, bận một cái quần xà lõn, ở dưới chân á mang một đôi dép tổ ong đó. Tôi chỉ mấy người bạn tôi liền đó. Việt Nam đi đó. Nó hỏi sao mày biết đó. Tôi nói mày nhìn đôi dép nó kìa. Nhìn đôi dép các người liền đó, đôi dép tổ ong chắc anh chị em cũng biết đó. Đã đi qua những cái nước mà đi qua những cái trung tâm như vậy đó, đó. Mà còn mang một cái đôi dép tổ ong như vậy đã, thử đem tại sao đi ra bên ngoài không học những cái văn minh đó. Cho nên là xin thưa bên chị em như vậy, bởi đi qua Hàn Quốc vẫn đem cái văn hóa bắt bó như vậy, cứ ăn cướp, cứ muốn lấy của người ta không à. Cho nên là hết chuyện ở Nhật mà đi ăn cướp ngân hàng đó,
đi vô ăn cướp đâu mấy hình như là 10 triệu mười mấy triệu yên gì đó đó, làm sao chạy, tại đi đâu. Nên nhớ là Nhật á, là một cái đảo quốc mà, làm sao chạy. Nhưng mà cũng cũng đem cái văn hóa ngu dốt của tụi Bắc Bó Trường Sơn đi qua để ăn cướp của người ta đó, cho nên trục xuất về là phải rồi. Đó là tội cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Dân tộc Việt Nam của chúng ta bởi vì gặp một cái kiếp nạn, đó là cái nạn cộng sản, cái nạn của cái loài quỷ đỏ, của quỷ Satan, nó hiện lên để nó ám dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải cho như loại bỏ nó ra khỏi đó, đất nước chúng ta. Đó, xin mời anh chia sẻ tiếp. Cái vấn đề là chúng ta loại bỏ thì chắc chắn rằng là không thể, không thể nào. Cái cách của cộng sản hình thành như thế nào thì chắc chắn tự nó sẽ loại bỏ chính nó bằng cái cách nó được sản sinh ra. Nó sản sinh trong gian dối thì buộc lòng cái sự gian dối sẽ đánh chết nó, và bằng chính nó, chứ không ai khác ở đây. Không ai khác ở đây. Cái vấn đề ở đây rằng là chúng ta sống là chúng ta luôn đi theo một cái quy luật tự nhiên rất trật tự, rất logic. Không thể nào mà phản khoa học, phản logic được, thưa Huy Chương và các bạn ở đây. Không thể nào. Trái đất nó không có quay ngược chiều được, và mặt trời nó không thể nào mà nó mọc từ nam ra bắc, hoặc là mọc từ bắc ra nam. Thế chúng ta đã thấy cái quy luật tự nhiên, và ngay cả cái cách sống của chúng ta nó cũng phải thuận theo tự nhiên đó. Ăn uống ngủ nghỉ, rồi cái sự suy nghĩ, cách làm, rồi bây giờ đến cái vấn đề cộng sản ở đây thì sau khi mà cái vấn đề là cộng sản họ sụp đổ thì nó xui cho Việt Nam là Việt Nam ở quá gần với Liên Xô và Trung Quốc. Thì cái chính vì lẽ này mà cái mệt nhất là phía Trung Quốc. Chúng ta đã thấy được là từ bấy bao nhiêu nay rồi là Việt Nam luôn bị áp đặt từ phía nhà cộng sản Trung Cộng ở đây. Để rồi là những cái mặt hàng thiết yếu thì luôn nhập về, và chúng ta đã hàng của tàu thì nó nhập vào đôi lúc rằng là tiểu ngạch đó, là rất nhiều so với chính ngạch, là buôn lậu là nhiều. Vì cái vấn đề buôn lậu là họ muốn tránh thuế. Chúng ta đã thấy được rằng vì sao mà hồi nãy Chương nói là người dân Việt Nam ở bên Úc họ lại đi cướp ngân hàng, vì họ sống ở trong bên Nhật, bên Nhật, không phải bên Úc. Bên Nhật đó. Đó. Là họ sống quá cực khổ ở trong nước, rồi ngày họ kiếm cho chị Hồ Việt thì bất một đồng mà họ đánh thuế, họ đánh thuế tùm lum tà la, để rồi bây giờ khi mà họ đi chào cái nước dân chủ tư bản thì họ thấy rằng là tại sao mình đi qua cái ngôi nhà này mình thấy vàng dòng họ để đầy hết trơn á mà không có ai quan sát hết. Thế là quay qua quay lại mình ý nghĩ quá mà khổ quá mà đó, thì ông bà mình nói là bần cùng sinh đạo tặc. Không, vấn đề này, sorry em xin cắt lời anh, mình rất buồn nhưng mà mình không phê pha. Xin cắt lời anh chỗ này nè. Thật sự anh không nghĩ là những người đó họ đói. Bởi vì như thế này, cái thứ nhất họ có tiền. Anh chị em nên nhớ rằng khi chúng ta bước chân qua Nhật, một đi lao động, đúng không? Đi lao động thì chúng ta phải đóng một cái số tiền thế chân trên 100 triệu. Nếu mà muốn đi Nhật phải đóng 200 triệu tiền thế chân. Đây là 100 triệu đó. Và chúng ta biết rằng những người mà có con số tiền đó họ không phải là không có tiền. Cái thứ nhất, nếu cái thứ hai là người mà đi du lịch đó thì cũng sẽ không bao giờ những người không có tiền đi, mà ở đây là họ đánh vào cái lòng tham.
À, ở đây là do cái bản chất tham lam của một cái chế độ nó tạo ra một cái con người. Đó, bởi vì chúng ta thấy sau 1975 là cái sự tham lam, cái sự từ trong rừng bắt bó nó ra, à, từ trong trong khỉ Trường Sơn nó ra, nó ăn cướp cái miền Nam, nó ăn cướp, gọi là nó ăn cướp từ trên xuống dưới, gọi là quân hết tài sản của dân Việt Nam, bắt người dân Việt Nam đi cải tạo. Đó, đó là bản chất, đó, bản chất tham lam nó đã ăn ngấm ngầm. Và chúng ta thấy bản chất tham lam nó bây giờ nó như thế nào, nó hiện hữu trên chính quyền Việt Nam, là bằng chứng cho chúng ta thấy ở đây là gì. Xin thưa với anh chị em, đó là vì một miếng đất mà người anh sẵn sàng giết chết một gia đình của người em, giết sạch cho bằng được, bằng mọi giá phải giết cho bằng hết. Một người anh vì 3 tỷ bạc đó mà sẵn sàng giết cả gia đình của người em gái mình đó. Và vì một miếng đất, một người em sẵn sàng cầm súng bắn vào đầu người anh mình và đầu và chị dâu của mình để cướp miếng đất đó. Chúng ta thấy đó là bản chất không? Bản chất của nó tạo ra. Đó, xin thưa với anh chị em. Đó. À, anh chia sẻ tiếp, em chỉ chia sẻ một cái đoạn cái bản chất của nó như thiếu tiền. Cái vấn đề ở đây á là vì sao mà Chương lại đề cập tới cái vấn đề một cá nhân trong gia đình lại xử lý với những thành viên một cách quá tàn nhẫn như vậy. Đôi lúc là cái vấn đề ở đây là họ bị ức chế. Họ bị ức chế và họ đẩy cái sự ức chế đó ra cho những cái thành viên trong gia đình, để rồi nó có những cái chết nó rất là ngớ ngẩn. Thật sự mà nói, nó mình không dám bàn đến những cái chết đó. Đây okay. không phải là thuộc một cái hệ thống đạo đức nữa, nhưng mà đây là mình xét về cái khía cạnh hệ thống quản lý của cái chế độ cộng sản, để mà nó sản sinh ra người dân buộc phải tự giải quyết lấy những cái sự việc cá nhân của họ. Và chúng ta cũng đã thấy được là anh em mình cũng đã thấy quá rõ ở trong cái không gian tù rồi, Huy Chương. Cái vấn đề này khi anh em mình ở trong tù biết bao nhiêu buồn, chục buồn, thì bắt đầu là mình cứ viết đơn lên thay vì là một cái tờ đơn mà 10 buồn 10 cái chữ ký. Nhưng mà buồn nào muốn ý kiến thì người đó phải viết cái đơn đi, rồi chữ ký của người đó đi. Buồn nào làm buồn đó, chứ nó không có cái vấn đề là vậy. Vì cái cách là nó chia ra để trị mà nó làm cho anh em mình rất mỏi. Chúng ta đã thấy được rằng nhân cái sự mệt mỏi trong đấu tranh, chúng ta không có nản, chúng ta không có nản chí, thì vì chúng cái cách chia ra để trị của cộng sản rồi. Và bây giờ khi mà nhìn về một cái góc độ là xã hội đi, chúng ta đã thấy được rằng cái vấn đề người Việt Nam ở đây đó là Đoàn Huy Chương là sao không dám kết bạn với Đoàn Huy Chương, sợ Đoàn Huy Chương chê mình này nọ, hoặc là không dám kết bạn với Trần Vũ Quân Bình, thằng này nó kiêu kỳ, nó hống hách này nọ lắm, sợ, thấy không? Rồi giả sử như là một cái cô nàng kia cổ lên, cổ được vài trăm like này nọ, bắt đầu là cổ thấy sao rồi đó, cổ thấy sao rồi, cổ tưởng mình cổ là một vedette hoặc là một leader trong cái hiện tình đất nước này. Thật sự mà nói, những người như vậy chỉ có mà chết. Những người như vậy chỉ có mà chết. Thật sự bản thân Bình không có quan trọng cái vấn đề ở đây rằng là Bình được bao nhiêu like, bao nhiêu lượt view, bao nhiêu lượt comment ở trong bài. Bình không quan trọng cái vấn đề này, thưa quý vị. Tại vì Bình sống trong cái môi trường nghệ thuật, Bình biết cái sự hào hoa của danh vọng nó như thế nào. Bình sống là Bình cứ mình làm được cái gì mình làm. Đây cái chiếc áo chưa quay lại cái chiếc áo chưa à, thấy rồi chiếc áo coi như là cái thằng quỷ Huỳnh Đức Thanh Bình. Trước khi nó đi cái đó, anh Bình ơi, anh Trần Bình ơi, em có ba bài hát nhà nọ đó, em thu âm mộc thôi, rồi có gì em gửi anh để dự thi tìm kiếm giọng hát đấu tranh. Má ơi, nó gửi cho mình trong cái inbox cái rồi bắt đầu nó đi tù luôn. Bây giờ bắt đầu mình lục lại mình mới thấy rất hết những người, những người anh em của chúng ta phải trả những cái giá rất là đắt, bởi vì cũng vì hai tiếng tự do thôi. Quá đắt, hai chữ tự do thôi. Chính vì vậy mà thật sự mà nói, mình không có quan niệm cái vấn đề ở đây là sự nguy hiểm đang rình rập nữa. Đối với mình chuyện đó nó rất là bình thường, tại vì mình phải quan niệm
cái vấn đề là sinh lão bệnh tử, cái đó là điều đó rất là quan trọng. Mà mình thực sự mình đi với một cái diện mạo là mình yêu nước vì cái tâm của mình, thì chắc chắn rằng là mình sẽ được một cái sự đồng cảm. Nó là như vậy, dù rằng cái tiếng nói của mình nó không có trọng lượng, nhưng buộc lòng trong cái hiện tình Việt Nam, mình phải cất tiếng bằng cái tâm và trên cái sự thật, chứ không phải là cái điều giả dối. Thôi đừng chờ anh tí xíu vì nha. Thế mà mình cứ bước đi thì chúng ta cũng đã thấy rằng là trong quốc nội bước đi nó rất là mệt mỏi. Người Việt Nam mình thì đó, hồi nãy mình nói cái vấn đề đây là Cộng sản Việt Nam chia ra để trị nha. Nên một cái góc độ cá nhân của Bình nghĩ rằng là đoàn huy chương này nó có cái gì ở đâu mà tự nhiên mẹ nó một tiếng nó viết ở trên cái shirt là ai cũng gửi tiền về cho nó là sao? Ủa, thằng này nó làm cái gì vậy? Bắt đầu là ghen tị dễ ăn quá. Rồi bắt đầu mình mới nghĩ đến cái chiêu rằng là lợi dụng. Lợi dụng để mà cái người Việt Nam mình luôn đặt cái vấn đề tiêu cực ở đây, chứ không bao giờ nghĩ đến. Tại như sao như vừa vậy? Rồi à, cái, nó có một cái đơn giản đêm như thế trung này. Thu những đêm những cái ngày trung thu đó, mình cái vấn đề ở đây là những cái ngày trung thu đó, cháu như 10 người tị nạn ở bên đó mà kiếm ra được 100 em như đoàn huy phụ liền. Mình gọi bằng sư phụ liền. Ở đây không phải ai cũng có cái gọi là nói một tiếng rằng là mình kêu gọi, mình tập hợp được các em. Không phải. Thực sự mà nói, làm về cái công tác thiện nguyện, những ai đã đi qua cái ngưỡng cửa thiện nguyện như những anh em mà bên công giáo, mình nói bên công giáo, còn bên Phật giáo thì đôi lúc rằng là cũng có, nhưng mà ít. Nhưng mà những bên Tám Mai á, Nguyễn Văn Tám, Mai Văn Tám gì đó, đó em nó biết là thường xuyên phải sinh hoạt cộng đồng nhiều. Nên cái vấn đề ở đây, cái cách tập hợp mọi người á, là những người công giáo luôn có cái khuynh hướng là nó chuẩn hơn, tại vì họ được đào tạo từ nhỏ cho tới lớn nơi cái giáo xứ họ sinh hoạt. Mà thật sự vừa rồi đoàn huy chương làm một cái công việc, mình nhìn mấy đứa mình rớt nước mắt luôn. Ở cái góc độ bên đây mình rớt nước mắt luôn, thưa quý vị. Một cái công việc thật sự mà nói, anh em bu quanh đoàn huy chương chắc chắn rằng là mồ hôi cha mồ hôi con nó chạy đua nườm nượp. Nó là như thế, không phải cái công việc nào cũng làm là dễ dàng cả. Như vậy thực sự Bình thì Bình không lo làm được như đoàn huy chương, nên là Bình cũng hơi ganh tị. Nói tiếp đi. Thật sự đó, như thế này anh nè. Mình mà làm được một cái vấn đề gì đó thì mình rất là vui đó, rất là vui ghê gớm lắm. Biết là cái công việc đó cho dù nó mệt, rất là mệt, nhưng mà mình sẽ vui cùng với những cái công việc mà mình làm được, thay vì cái sự mệt đó thì nó đã bị tan biến vào những cái mà giống như là mình tạm gọi là đó là cái thành tích mà mình tự băng cái tự sướng cho mình là mình cũng đã cố gắng hết sức đó, cho nên là tự sướng mệt nữa thắng như vậy. Nhưng mà cái đó thì mình khi mình về ra thì mình cũng coi như là nghĩ lại là tiếp tục làm như thế nào đó, và mình phải nghĩ lại, mình nhìn lại những cái clip đó, mình càng thương các em hơn, càng thương những người đang coi như là phải xa quê hương hơn, bởi vì mình chính là những người đồng cảnh ngộ với họ, và mình đã chứng kiến tận mắt và những cái cuộc sống của họ, cho nên là rất đồng cảm, rất là thương, cho nên mà mình làm được một cái việc gì đó rất là vui. Bây giờ mấy cái việc đó thì nói chung nói đến thì người ta nói mình nói cá nhân thôi, bỏ đi việc đó. Bây giờ mình quay lại cái vấn đề của xã hội của mình đó. Cái xã hội Việt Nam của chúng ta đó, thì cái vấn đề xã hội ở đây
Bình nói cho Trương nghe một cái góc độ, nếu như mình làm những cái công việc đó, ví dụ như thiện nguyện, mình kêu gọi như vậy, mà ở xã hội Việt Nam thì chắc chắn rằng là cái sự kết nối của anh em mình nó không hề là nhẹ nhõm trong cái tư duy của người cộng sản được. Chắc chắn họ sẽ tìm cách để mà họ tiêu diệt. Vì thế mà chúng ta đã thấy được rằng là những cái tiếng nói bất đồng chính kiến, họ luôn tìm cách mà họ bóp méo sự thật, bóp méo sự thật kêu án. Cái vấn đề ở đây chúng ta đã thấy được rằng là nhiều cái cuộc biểu tình trước đây ở tại Việt Nam, vì sao trong cái không gian biểu tình đó người cộng sản họ không bắt và khởi tố ngay tại thời điểm đó, mà phải đợi một tháng sau, hai tháng sau. Như năm ngoái chúng ta đã thấy được rằng biểu tình từ ngày 10 tháng 6 mà cho tới đầu tháng 9, cái nhóm Anh Biển Mặn, Hồ Văn Cương, chị Van, Đoàn Thị Hồng, Trần Thanh Phương đã bị bắt, lần lượt bị bắt chứ không phải là đồng loạt bị bắt. Chúng ta đã thấy lần lượt bị bắt. Cái vấn đề đây là bắt một người, ok, ví dụ như bắt anh Biển Mặn anh không có biết cái gì hết trơn á, rồi cái bắt qua Trần Thanh Phương cũng không nói gì hết, nhưng mà bắt qua Hồ Văn Cương cũng không nói gì hết, nhưng mà một cái người khác hơn nữa, cái tâm lý họ yếu thì bắt đầu lần lần họ bọc miệng, họ nói ra những cái sơ hở, và cái chuyên môn của cái người điều tra viên họ nắm bắt cái sự sơ hở này và bắt đầu là họ khai thác tiếp. Và chính vì cái sự sơ hở của những anh em ở trong nhóm đã làm cho cái nhóm bị bắt hết và sẽ bị kêu án. Chúng ta đã thấy được rằng dù rằng là anh Biển Mặn bây giờ là ảnh cương trực, ảnh không có nhận tội, hoặc là Trần Thanh Phương hay là Hồ Văn Cương hoặc Đoàn Thị Hồng, chúng ta đã thấy đó là những cái hình ảnh mà chia ra để trị, thưa quý vị. Tại vì nắm đối diện trực tiếp với số đông của người dân, họ biết cái điểm yếu của họ là họ xây dựng trên sự giả dối. Nên cái vấn đề ở đây, ví dụ như giờ người dân xuống đường họ biểu tình, ok, anh chị đi gọn gàng này nọ đi, anh chị đi gọn gàng, nhưng mà những cái người mặc thường phục đây sẽ quay phim và bắt đầu rằng là họ đưa về, họ phân tích qua cái phần mềm nhận diện khuôn mặt, và bắt đầu là họ xử lý từng người. Và chúng ta đã thấy rất là nhiều cái clip mà có cái sự va chạm giữa người dân và cái giới công quyền. Chúng ta đã thấy được rằng là luôn có những người mặc thường phục và họ quay để mà họ đem về cái trung tâm xử ra lý cái dữ liệu đó, là họ sẽ nói như ra. Thế này, cái đó là một cái sự coi như là hèn cho giặc ác với dân đó. Đó, chúng ta hãy nhìn thấy những cuộc biểu tình của người dân của chúng ta, họ biểu tình họ chống cái gì. Đây đặt một cái câu hỏi, người dân Việt Nam trong những cuộc biểu tình đó có gọi là không, là người dân xuống đường gọi là bày tỏ chính kiến của mình để phản đối Trung Quốc? Ở đây chúng ta thấy quá rõ ràng, và Đảng Cộng sản Việt Nam nó thể hiện ngay cái bản chất đó là hèn với giặc ác với dân. Ở đây tại sao mà lại nói cái bản chất gọi là hèn với giặc ác với dân? Thưa với anh chị em một điều như thế này, bởi vì Trung Quốc nó hoành hành đến đất nước Việt Nam của chúng ta thì không dám xử nó, không dám kêu án nó, mà trao trả nó về, mà lại đi bắt người dân Việt Nam của chúng ta. Đó, thì chúng ta thấy không? Đó là cho chúng ta thấy cái Đảng Cộng sản này nó không thuộc về của nhân dân nữa rồi. Và xin thưa với anh chị em là cái lực lượng công an ngày hôm nay, phải nói đến cái lực lượng công an là một cái gọi là gọng kềm sắt, đúng không? Ở Việt Nam mà chúng ta phải gọi là cái gọng kềm sắt đó, và nó đang nhân của chúng ta. Đó, chúng ta thấy ở Việt Nam của chúng ta, bất kể cái chỗ nào mà có cướp đất là có công an nhảy vô. Tại sao kỳ vậy? Chỗ nào có cướp đất là có quân đội nhảy vô. Ủa, đáng lẽ ra cái quân đội và công an không phải nhiệm vụ đó, không phải để đi cướp đất,
mà cái nhiệm vụ của họ đi đi bảo vệ trị an đó, mà tại sao họ không đi bảo vệ trị an mà họ làm như vậy? Cho nên xin thưa với anh chị em, ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến một cái điều như thế này đó, là người dân Việt Nam của chúng ta nghĩ gì về cái luật dẫn độ đó giữa Việt Nam và Trung Quốc ký, và người dân của chúng ta nghĩ như thế nào, mình sẽ sống như thế nào, mình có thể là trở thành nạn nhân của nó hay không, hay là mình vẫn sống phay 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 ra đó và mặc kệ ai chết mặc ai đó. Đó là những cái mà chúng ta phải tìm hiểu ra, và chúng ta phải nhìn rõ, nhìn thẳng vào sự thật, không thể tránh né nó, bởi vì nó là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình của chúng ta và tương lai vận mệnh của coi như là đất nước của chúng ta. Và nói đất nước nó xa vời quá, nó to lớn quá, đó là ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của anh chị em, cái tính mạng của anh chị em. Ngay thời điểm này anh chị em phải tìm ra những cái giải pháp. Anh Bình chia sẻ đi. Cái vấn đề ở đây rằng là người dân, để trả lời cái câu nói đó, thì người dân đang ăn lương từ thuế của người dân, là phải nói đến những dạng công bọc bây giờ, những cái dư luận viên, những cái AK-47, những cái lực lượng đang ngấm ngầm tìm cách gọi là report, tìm cách kích sự hiềm tì ganh tị, chia rẽ lẫn nhau. Ở đây cái vấn đề là chúng ta đã thấy được rằng chính bản thân những người cộng sản họ đã nhận diện được cộng sản chỉ xây dựng trên cái sự giả dối. Đó là cái hình ảnh của chính người trong cái đoàn cấp cao mới đi qua Hàn Quốc ngày hôm qua thôi. Chúng ta đã thấy họ đã nhận diện được, nên là buộc lòng họ phải tự thoát thân khi mà họ có cái chắc chắn cái vấn đề đây. Nếu như mà bị bắt, họ chấp nhận họ ở cái tù một cái nước dân chủ tư bản, và họ xin cái vấn đề tị nạn, chắc chắn là bên những cái nước tư bản họ sẽ chấp nhận vô điều kiện với những cái người này để mà nhưng mà cứu lấy một tính mạng. Có một cái điều mà họ quên đó là rồi. Như thế, và chắc có một cái điều mà họ quên rằng như ở đây à, ở đây họ họ luôn chửi là đu càng, họ luôn chửi là ma quay phản động, đúng không? À, nhưng mà lại đu càng theo bà Ngân, mà đu lộn qua cái chỗ Hàn Quốc, đâu có chấp nhận đó. Mà nó tị nạn với cái vấn đề gì qua đó, kể cả coi như là Đài Loan cũng không có chấp nhận người tị nạn. Cho nên á, ở đây chẳng qua là Chương à, mình đừng có đào sâu những cái ngôn ngữ của cộng sản. Mình đừng có đào sâu những cái ngôn ngữ của cộng sản phát ngôn ra ở đây. Thực sự mà nói, họ bây giờ họ ngán ngẩm, họ đang đứng ở trong cái guồng máy cộng sản này. Chúng ta đã thấy được rằng chính người mới đào tị ở bên Hàn Quốc, ngay cả Nguyễn, chúng ta đã thấy được rằng bản lĩnh như thế nào mà lại đưa con gái mình để làm dâu cho một người lính của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã thấy được họ đã biết cái giá trị thực của cái thể chế cộng sản này, nhưng mà cái vấn đề ở đây họ muốn thoát chứ. Họ nó có muốn một cái điều như thế này, ví dụ như anh em mình đi nè, nó có một cái điều như thế này nè anh Bình, là như thế này. Đối với đảng cộng sản không phải là họ không biết là cái chế độ này thôi nát. Cái việc mà họ nhận biết cái chế độ này thôi nát, họ nhận biết rằng bản chất của cộng sản là sẽ không bao giờ thay đổi được. Nhưng tại sao họ phải bám víu nó, họ phải tuyên truyền nó? Nó có một cái như thế này, bởi vì họ ăn được trên xương trên máu, họ bảo vệ được cái chế độ này đến ngày nào thì họ bảo vệ để chi? Để họ bóc lột. Như chúng ta thấy đó, ngày hôm nay bây giờ chúng ta nói sơ về một cái, tại sao tôi nói là đảng cộng sản đang tìm cái cách để bóc lột người dân. Chúng ta nên thấy rằng hiện nay Bộ Công Thương Việt Nam nói là hạn chế nhập khẩu xăng dầu đó. Xin thưa với anh chị em, một mặt hàng xăng dầu, một mặt hàng thiết yếu, tại sao lại hạn chế nhập khẩu? Xin thưa với anh chị em, bởi vì họ không còn tiền
đó, đúng không? Cái đó là một cái thực tế, cái thực trạng đang diễn ra. Và bây giờ muốn có tiền làm sao? Tăng lên. Và tôi dám chắc với anh chị em nè, trong một vài ngày tới hoặc một tuần tới, xăng dầu tiếp tục tăng cho anh chị em xem đó. Và xăng dầu tăng, tất cả các mặt hàng là tiếp tục tăng, thì cái đó ai là người gánh? Cái đó là chính người dân Việt Nam của chúng ta gánh. Và quay lại, quay vậy lại cái bản chất của cái chế độ đó. Quay lại cái mà tại sao mà họ biết mà họ họ coi như là không buông bỏ, bởi vì quyền lực họ còn trong tay. Xin thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn qua các nước mà cộng sản trước đây, chúng ta hãy nhìn qua bây giờ mới đây thôi, Venezuela đó, Maduro đó, khi mà người ta coi như là bao vây như vậy mà không có bỏ quyền lực hay không, sẽ không bao giờ bỏ, bởi vì cái quyền lực nó rất là ghê gớm. Và chúng ta nhìn lại Rumani chứ, chúng ta nhớ hai vợ chồng của nhà độc tài Rumani không, đến cái ngày cuối cùng rồi đi vào bắt nó mà nó cũng không chịu. Tao là tổng thống, còn vỗ ngực xưng tên tao là tổng thống đó. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây là cái gì? Ở đây là cái quyền lực. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến là cộng sản nó sẽ buông bỏ cái chiếc áo quyền lực, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng cộng sản nó sẽ tự nó giải thể nó. Bởi vì đối tất cả một chế độ độc tài trên thế giới này, không có một chế độ nào tự buông bỏ, không có ai tự tự coi như là bỏ, mà đang ngồi ngai vàng mà bỏ trừ ra Phật Thích Ca đó, đang ngồi ngai vàng mới bỏ đi tu thôi, bởi vì ông tìm đạo để cho thế gian mới thờ ổng ngày hôm nay, đúng không? Cho nên thế gian bây giờ rất là nhiều người thờ Phật Thích Ca, đúng không? Đặc biệt là những nước châu Á, đúng không? Thì chúng ta thấy không có ai làm được đó, chỉ có Phật Thích Ca mới bỏ ngai vàng. Còn cộng sản nó có tôn giáo hay không? Cộng sản nó có biết coi như là thương hoa tiếc ngọc hay không? Cộng sản nó có biết coi như là quyền con người hay là không? Never đó, không bao giờ biết cái vấn đề đó. Chỉ biết cái gì? Làm sao nhét cho đầy cái túi của tao đó, tham mà. Tại sao? Đó là bản chất. Bởi từ nãy bởi vì từ nãy đến coi như là đầu đến giờ nói là cái bản chất, tại sao cái đất nước Việt Nam của chúng ta nó hỗn độn như ngày hôm nay, mà tại sao đó mà họ không dám lên tiếng đó, mà tại sao cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay nó khối nát như thế này? Bởi vì cái sự giáo dục, cái sự giáo dục dối trá. Cái vấn đề ở đây nè, cái vấn đề ở đây nè, khi mà người dân mình lên tiếng, ví dụ như Bình với Trương hoặc một số như là anh chị Sa Huỳnh, cái đó là điều sai trái. Cộng sản nó biết được đó. Mà chúng ta đã thấy được rằng những cái lề đảng không bao giờ lên tiếng những cái sai trái của chính bản họ, họ luôn ca tụng. Ví dụ như vấn đề cướp đất đó, cái ngôn ngữ của họ là quy hoạch để giải tỏa. Rồi cái vấn đề mà đưa nhà đầu tư vô để chia chác trên cái cơ sở hạ tầng, chúng ta cũng đã thấy là tuyến đường sắt trên cao ở ngoài Bắc cũng như là ở Sài Gòn. Thì đây là một cái hiện trạng là ăn chia và ăn chia. Để rồi khi mà người dân mình lên tiếng, họ không bao giờ, chắc chắn không bao giờ có sự phản biện. Họ theo dõi để rồi họ bắt. Ví dụ như hôm qua Vượng Nguyễn, có thể hôm nay là bắt đầu là họ khởi tố và bắt cái lệnh tạm giam Vượng Nguyễn, là họ sẽ đặt điều là vu khống, vu khống, vu khống thôi, chứ họ không có nói là cái chuyện là là đúng cả. Không chấp nhận cái chế độ cộng sản này, không chấp nhận, và họ buộc lòng họ bắt Vượng Nguyễn để mà khởi tố, là họ đưa vào cái vấn đề là vu khống, bôi nhọ, nói xấu. Ngay cả ví dụ như ngày mai họ ập tới họ bắt Bình đi chăng nữa, thì họ cũng vô cái ngôn ngữ đó thôi, bôi nhọ và nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước, chứ họ không nói mình là nói đúng. Đó là chớ trêu thay cho đảng Cộng sản Việt Nam. Họ luôn vinh vào cái chữ để mà họ bắt người dân bằng bất cứ giá nào để hòng bịt miệng. Nhưng sự việc nào nó cũng có hai cái vấn đề để mà chúng ta nhắm đến.
việc được và việc thiệt. Họ bắt được mình thì coi như là họ được cái việc là mình không có đơn tiếng nữa. Nhưng mà cái thiệt của họ không phải là cái thiệt đơn giản đâu thưa quý vị. Họ phải đối trọng với quốc dân và ngay cả thế giới, nhất là các nước tư bản và Mỹ, là cái điều chính yếu. Chính vì thế mà chúng ta khi mà cất tiếng lên thì buộc lòng những người dân ở trong quốc nội phải dẹp bỏ đi cái sự sợ hãi và phải chấp nhận cái vấn đề nhà cầm quyền cộng sản kêu án chúng ta. Đây là một cái giá buộc lòng chúng ta phải chấp nhận cái sự thiệt thòi cho cá nhân để một lần dân tộc được bước lên cái đỉnh vinh quang. Như vậy thôi. Đúng vậy. Chúng ta càng sợ đó, thì nhà cầm quyền cộng sản sẽ càng cởi đầu chúng ta. Và chúng ta nghĩ chúng ta sợ thì chúng ta có chết hay không? Chúng ta sợ cái sự bất công nó có thay đổi, nó có không đến với gia đình của chúng ta hay không? Chúng ta tiếp tục sợ thì cái thuế nó có giảm cho chúng ta hay không? Hay là chúng ta càng sợ? Sao? Hay là chúng ta càng sợ thì ok anh Bình. Rất là nhiều. Chúng ta luôn luôn sợ. Chúng ta sợ cái gì đây? Chúng ta sợ tù, đúng không? Chúng ta sợ chết, đúng không? Chúng ta đang ăn thực phẩm bẩn để chờ chết. Và còn cái gì nữa? Chúng ta đang sợ chết thì người Trung Quốc họ đang qua, họ giết chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ quay lại cái vấn đề cái luật dẫn độ. Tại sao có luật dẫn độ? Tôi nói từ nãy giờ tôi đi hơi xa mé ngoài, bây giờ tôi quay lại cái luật dẫn độ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta nhìn lại cái luật dẫn độ giữa Việt Nam có phải là luật dẫn độ hay không? Theo tôi hết. Và đây là một cái bộ luật của Việt Nam, là một cái bộ luật bán nước. Anh chị em tôi nói bộ luật bán nước ghê quá, trong bộ luật ở đâu có chỗ nào chỉ đâu, đúng không? Xin thưa anh chị em, tôi sẽ chỉ ra trong cái bộ luật dẫn độ này nó có cái yếu tố bán nước ở đây. Bây giờ nè, người Trung Quốc nó qua Việt Nam nó làm xấu, nó làm đủ thứ hết á, ăn cướp giết người, mua bán xì ke, lũng đoạn kinh tế, hiếp dâm trẻ em, bắt cóc trẻ em, coi như là mổ lấy nội tạng, rải người dân chúng ta ung thư, phải để ô nhiễm không khí để cho người dân chúng ta hít thở để ung thư đó. Thì nếu như mà khi bắt được họ, dẫn họ về cái như là cố quốc ngay, rồi một tháng hai tháng sau họ lại qua Việt Nam tiếp, như vậy có phải là mất nước hay không? Và người dân Việt Nam dần dần đó, Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm cho người dân dần dần quen với cái việc đó, và người dân Việt Nam không có cách phòng vệ. Bây giờ phòng vệ gì? Đảng bây giờ cứ người dân cứ nghĩ nha, đảng còn sợ mấy thằng Trung Quốc thì mình làm sao mình dám mình giết nó, chắc mình đi tù một lông quá, đúng không? Cho nên cái việc người dân Việt Nam sẽ mất nước chính về cái luật này. Bây giờ em quay lại thấy luật ảnh hưởng đến em mỗi câu hỏi đó. Luật nó ảnh hưởng rất nhiều cuộc sống của chị em ở con chị em. Chúng ta nhìn đi, nhìn gì bây giờ chúng ta hãy nhìn lại thanh niên Việt Nam học ma túy vô đến học đường rồi. Ma túy nó vô học đường, ma túy nó vô là cả bệnh viện, ma túy nó vô cả chỗ nào cũng có ma túy. Ngày xưa nói sống ở cái như là vùng thành thị, cái như bây giờ ở vùng sâu vùng tôi đã nói rồi, ở trong tù ma túy nó còn nhiều hơn. Thì anh chị em cứ nghĩ
có chỗ nào trên đất nước Việt Nam này có đó, những cái tệ nạn xã hội đó nó đã làm cho người dân Việt Nam của chúng ta bị thui chột, đã làm cho người dân Việt Nam của chúng ta quên đi tất cả những cái về danh dự, quên đi những cái mà về lòng yêu nước đó, thì sẽ đẩy và cái điều này nó sẽ không còn xa nữa. Và tại sao, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại luôn bảo vệ những cái, những cái kẻ gọi là bán nước mà không bảo vệ người dân đó? Bởi vì con xin chào con, họ nói lợi của họ bắt họ tại thưa nhà em có một cái nguyên nhân cứ nghĩ và chúng ta cứ nói rằng chắc là cũng tại vì sao không phải, xin thưa anh chị em, mà chúng ta nên thấy thẳng vào cái bản chất của chế độ cộng sản là gì. Nó có một cái sự ràng buộc với nhau, muốn ăn sáng thôi, đây là anh chị em phải bỏ ra một vài trăm triệu để mua cái ghế, tỷ để mua cái ghế chủ tịch công an huyện, thì chúng ta thấy tất cả đều là vì tiền, tất cả đều quy ra tiền, xã hội chúng ta sẽ về đâu, sao chúng ta thối nát đó. Nó cũng coi như là đặt cái tiền lên trên hết. Anh chị em đi, chị em bỏ ngồi đó anh chị em phục vụ hả? Hay là chị em vô đó phải lời làm sao càng mau càng tốt, tao không biết đến coi như là cái kỳ tới có thằng nào đuổi tao đi hay không, và tao không lấy được cái thì làm sao. Cho nên bằng mọi cách phải bóc lột cái thằng coi như là cảnh sát giao thông thì phải ra đường đi chặn xe để coi như là cướp thằng công an đó, thì phải coi như là đến những cơ sở của coi như là trong cái khu vực mình quản lý để vòi tiền cho bằng được những cái cơ sở đó. Vòi xong xuôi phải chia chác cho nhau dự án, để ra những dự án, những dự án gọi là tượng đài ngàn tỷ đó, để làm gì? Để bóc lột cái xã hội này, để bóc lột cạn kiệt cái sức lao động của người dân, để hút máu người dân. Xin thưa với anh chị em, chúng ta còn còn nhớ đó, cái vụ mà quỹ bảo hiểm quỹ bảo hiểm coi như là thất nghiệp, quỹ bảo hiểm của những người lao động đó bị vỡ đó, và bây giờ có ai đứng ra chịu trách nhiệm không? Ngân hàng Agribank không đứng ra chịu trách nhiệm đó. Và một cái kẻ mà coi như là gây ra đó, bộ trưởng đó là coi như là người chịu trách nhiệm cái đó mà cũng không chịu trách nhiệm. Bây giờ cuối cùng ai là người gánh? Cuối cùng là người dân gánh hết đó. Chúng ta thấy không? Rồi những người lao động sau này tiền ở đâu đó? Và người dân chúng ta cũng không thấy. Xin thưa với anh chị em, nó một điều nó đơn giản như thế này, là hiện nay cái luật dẫn độ này á, chẳng qua là một cái hình thức để giết chết người dân Việt Nam của chúng ta, mà do chính cái tay Nguyễn Phú Trọng là một cái tay tội đồ dân tộc đã ký 17 văn kiện đó bán nước đó, và trong đó có cả cái gọi là cái luật dẫn độ này. Và đất nước chúng ta đã mất rồi, người dân chúng ta đã làm nô lệ đến chính quê hương của mình rồi, người dân của chúng ta đã bị lầm than rồi, chứ không phải là chờ đến ngày nào nữa. Cho nên xin thưa với anh chị em, bây giờ chỉ còn một cái cơ hội duy nhất để cứu lấy dân tộc của chúng ta, để cứu lấy giống nòi của chúng ta, để cứu lấy đất nước của chúng ta. Cái thứ nhất đó, chúng ta bất hợp tác, không mua bất kể một món đồ gì của Trung Quốc, bất kể một món hàng nào, dù món hàng đó nó rẻ như thế nào, bởi vì cái đồ rẻ là đồ, cái đồ rẻ sao nó sẽ thứ nhất, người dân phải đoàn kết lại, ngưng làm ăn với tất cả bọn Trung Quốc.
đuổi ngay bọn Trung Quốc đó về, chúng ta tìm mọi cách, chúng ta coi như là chúng ta sẽ khinh bỉ nó, chúng ta đi ngang nó, chúng ta phun nước miếng vào mặt nó đó, để cho nó biết, và chúng ta khinh dễ nó đó, trước mặt chúng ta đó, và tìm mọi cách đuổi nó về đất nước. Cái thứ hai, xuống đường đòi lại cái quyền của mình, giống như anh chị em giống như anh chị em đã kêu gọi, giống như anh chị đã kêu gọi cái cuộc xuống đường ngày 29 tháng 9 này, 29 tháng 9, 3 lần 9 27, 27, 2 với 7 cũng là 9, đó, mà 9 lần 9 cũng là 81, 81 cũng là 9, đó, là con số. Chúng ta hãy lợi dụng cái coi như là giữa Hồng Kông, thương chiến giữa coi như là Trung Quốc và Mỹ, và lợi dụng cái vấn đề Hồng Kông nó sẽ tiếp tục xuống đường đó, và chúng ta cùng xuống đường, cùng bày tỏ cái quan điểm của mình, đòi lại cái quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, và đặc biệt rằng yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam trưng cầu dân ý và rút ngay cái hiệp định gọi là dẫn độ đó đó, và xét xử ngay những kẻ nào ký những cái văn kiện đó, xét xử ngay những cái kẻ nào mà ký những cái văn kiện bán nước, và công bố 17 văn kiện, phải công bố cho người dân biết 17 văn kiện của Nguyễn Phú Trọng ký là ký cái gì, phải công bố cho người dân biết, để coi như người dân hiểu rõ đất nước hiện tình, đất nước của chúng ta nó đang ở đâu đó, và người dân chúng ta phải đoàn kết lại đó. Chúng ta mỗi con người sinh ra Thượng Đế đều ban cho chúng ta mỗi con người một cái sự khôn ngoan đó, mỗi người một cái sự khôn ngoan khác nhau, cho nên chúng ta phải tận dụng cái sự khôn ngoan của chúng ta đó, và lần này chúng ta phải xuống đường để đòi lại cái quyền làm chủ của chúng ta, cái quyền làm con người của chúng ta. Anh chị em người dân Việt Nam đã khổ quá đủ rồi, 40 mấy năm miền Nam bị cướp là 40 mấy năm người dân miền Nam sống trong chế độ địa ngục, ngục tù cộng sản đó, và người dân miền Bắc từ năm 1930 đó là đã thành lập Đảng Cộng sản, thì đến năm 1945 cướp được chính quyền của Trần Trọng Kim đó, thì từ năm 1945 đến bây giờ là người dân miền Bắc đã bị cầm tù. Cho nên giữa ba miền Bắc Trung Nam hãy đoàn kết lại, và lần này phải xuống đường để đòi lại cái quyền tự do, cái quyền tự quyết cho dân tộc, và nhất quyết đuổi tất cả đó, đuổi tất cả những cái coi như là doanh nghiệp đuổi tất cả những người mà Trung Quốc đang ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, và chiếm lại tất cả những cái khu mà Trung Quốc nó đã mua, hay là nó làm bằng mọi cách nào nó hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản để ăn cướp của chúng ta, và chúng ta lấy lại, không để cho nó một tấc đất nào, không để cho nó tồn tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Càng ngày nó mà càng nhiều trên đất nước của chúng ta thì người dân chúng ta càng chết sớm. Cho nên nếu chúng ta không tỉnh táo, nếu chúng ta vẫn tiếp tục để cho cái này nó tiếp tục nó làm chư, nó tiếp tục nó làm nô lệ cho như là cái bọn cộng sản, thì đó, cái ngày tử của chúng ta đã đến gần đó. Cho nên đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể sống chung với người Trung Quốc. Chúng ta sẽ không bao giờ sống chung được với người Trung Quốc, cái điều đó một cái điều chắc chắn đó. Đừng có nghĩ rằng ôi chúng ta học tiếng Trung Quốc, chúng ta coi như là làm ăn được với nó, không bao giờ, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta hãy nhìn lịch sử 4.000 năm văn hiến, chưa bao giờ tụi Trung Quốc nó ngưng nghỉ cho dù chỉ một giây một phút để thôn tính Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta cầu xin ơn trên gia hộ cho chúng ta, ban cho chúng ta thêm sức mạnh đó, và ban cho chúng ta vượt qua cái sự gọi là sợ hãi của cái bọn quỷ sứ Satan nó đang coi như là áp đặt lên chúng ta, để chúng ta cùng đứng lên
đòi là cái quyền của mình. Đó, đó là những gì mày muốn chia sẻ với anh chị em, là anh chị em không còn nhiều cơ hội nữa. Cơ hội của chúng ta là phải xuống đường, cơ hội của chúng ta là phải biểu tình, cơ hội của chúng ta là phải biểu đạt chính kiến của mình, cơ hội của chúng ta là chỉ biết đòi lại cái quyền làm người của mình, đòi lại cái quyền làm chủ của mình, bởi vì chúng ta là chủ nhân của đất nước chứ không phải Đảng Cộng sản là chủ nhân. Đảng Cộng sản chỉ là một tổ chức, một nhóm người đó, đại nhân cho Đảng Cộng sản của Trung Quốc đó, chúng ta phải đòi lại đó, đó. À, cái luật bán nước, cái luật để bảo vệ kẻ xâm lược, và kẻ xâm lược ai xâm lược quốc để giết dân Việt Nam của chúng ta, hạ xuống đường và yêu cầu nó. Bây giờ đủ lý do chưa? À, bây giờ anh chị em nói có nhiều anh chị em thưa anh chị em, xuống đường vì lý do gì hả? Cái thứ nhất, phải xuống đường. Luật dẫn độ giết mòn dân Việt Nam. Thứ nhất đủ, cái đó đủ coi như cho anh chị em xuống đường hay chưa? Một. Cái thứ hai, xuống đường phản đối Trung Quốc đó, là đưa ra yêu sách đòi chủ 749 và đánh đập giết người dân, ngư dân Việt Nam của chúng ta trên chính quê hương của chúng ta. Thứ hai, đủ hay chưa? Cái thứ ba, luật an ninh mạng vẫn tiếp tục diễn ra và đang bắt bớ người dân của chúng ta một cách bất hợp pháp, đủ lý do chưa? À, cái thứ tư là luật đặc khu 99 năm cho Trung Quốc thuê đất 99 năm vẫn tiếp tục thông qua. Đó, bốn cái đủ để chúng ta có cái cớ để coi như là xuống đường biểu tình hay chưa? Đó. Và một cái nữa, phản đối nhà cầm quyền cộng sản dùng lực lượng công an côn đồ đàn áp người dân, cướp đất người dân, đó, phải trả lại cái quyền sở hữu đất đai cho toàn dân, và dẹp bỏ ngay cái điều gọi là nhà nước quản lý ở đây, đủ điều kiện để chúng ta xuống đường hay chưa? Đó là những cái lý do mà tại sao chúng ta phải xuống đường, và tại sao chúng ta nhìn thấy cái sự nguy hiểm mà dân tộc Việt Nam của chúng ta đang mất đó, và chủ quyền của chúng ta đã bị xâm phạm như thế nào đó, đủ hay chưa? Anh chị em thấy những cái đó để đủ chúng ta xuống đường hay chưa? Chúng ta xuống đường đó, chúng ta càng đông càng tốt, chúng ta dùng những cái vật cản đó, vỏ xe tôi nói thật sự anh chị em ở bên nhà, những cái khu mà như là ở gần Suối Tiên rồi đó, hoặc là ngay xa lộ Đại Hàng rồi đó, có những cái những cái chỗ mà gara nó thay, nó vá xe tải, nó cái vỏ xe nó chất đống đống như thế này nè, chúng ta quăng ra đường, chúng ta bật lửa lên, chúng ta đốt nó, kẹt xe không, tạo ra được tiếng vang hay không, và xuống đường đòi ngay. Và sẽ có anh chị em ở nước ngoài, ở quốc tế, và cả quốc tế họ sẽ nhìn vào, sẽ ủng hộ chúng ta. Chúng ta đòi lại cái quyền tự quyết. Chúng ta đừng ước mơ, ở đây chúng ta đừng ước mơ chúng ta như Hồng Kông, chúng ta đừng ước mơ chúng ta như Venezuela, chúng ta đừng ước mơ chúng ta như Đài Loan, mà chúng ta phải biết rằng Việt Nam sẽ hơn Hồng Kông, Việt Nam sẽ hơn Venezuela, Việt Nam sẽ hơn Đài Loan. Chúng ta phải có cái sự táo bạo hơn, cái sự quyết tâm hơn, thì chúng ta mới coi như là một dân tộc của chúng ta có cái quyền tự quyết. Còn chúng ta cứ nằm mơ, giấc mơ nó sẽ là giấc mơ, không bao giờ sẽ thành hiện thực. Đó, anh chị em à. Đó. Cho nên là xin thưa anh chị em, hôm nay thì cũng gần 2 tiếng rồi, 2 tiếng rồi. Em xin chia sẻ đến đây thôi. Những cái gì em muốn nói và những gì em kêu gọi anh chị em, và cái sự nguy hiểm nó như thế nào em cũng đã chỉ ra. Cũng mong anh chị em chia sẻ những cái like này, chia sẻ càng nhiều càng tốt, để cho người dân của chúng ta
Và nhất là những cái bạn trẻ của chúng ta nhìn thấy được cái sự an nguy của đất nước ngày hôm nay. Đó. Ở đây em không có gọi là coi như là chống phá hay là phản động gì hết. Cái từ phản động chẳng qua là cái đảng Cộng sản này nó chụp mũ cho người dân chúng ta mà thôi. Ở đây là những người nói lên sự thật, nói lên cái sự dối trá, nói lên cái sự khốn nạn của một cái chế độ mà hèn với giặc ác với dân, để chỉ ra cho chúng ta thấy rằng là những anh em của chúng ta đang bị cầm tù như thế nào, và đảng Cộng sản Việt Nam nó đang tiếp tục nó hèn nhát như thế nào, và nó bắt bớ, nó đánh đập những anh em của chúng ta như thế nào, để cho người dân chúng ta thấy. Và chúng ta có cái quyền tự quyết đó. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ngày hôm nay nó bắt anh Vượng Nguyễn, bởi vì anh Vượng Nguyễn ảnh lên ảnh chỉ ra cái sự sai trái của chế độ nó bắt, còn mình á, mình không có chỉ ra cái sự sai trái, mình cúi đầu mình làm coi như là một con cừu như vậy, để coi như là làm quần quật, chỉ làm rồi ăn thôi, thì nó không động đến mình. Xin thưa với anh chị em, chúng ta nhìn đó, những người nông dân đó có ai biết gì về Facebook hay là biết gì về coi như là cái gì đâu, nó cũng vô nó cướp đất của người ta đó, nhà của người ta nó cũng vô nó lấy đó. Thì hỏi chúng ta có được yên hay không? Người ta thường nói câu như thế này: cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đó là sao? Người dân có nhiều người muốn yên thân, nhưng đảng Cộng sản đâu để người dân yên. Nó cũng cướp đất, nó cũng bán biển, bán đảo, khai thác tài nguyên, để coi như là làm lũ lụt, để coi như là làm cho người dân điêu đứng. Như vậy đủ cái cớ để chúng ta xuống đường biểu tình hay chưa? Hả? Đủ chưa? Đủ. Chỉ cần một lý do thôi. Anh chị em nhìn qua Hồng Kông, nó chỉ có một lý do thôi, là cái luật dẫn độ giữa đại lục và Hồng Kông, là xuống đường đến ngày hôm nay đòi dân chủ, đòi tự do luôn, đòi độc lập, cắt đứt thằng Bắc Kinh ra khỏi coi như là cái vùng đất của Hồng Kông. Chúng ta thấy chưa? Đủ lý do hay không? Cho nên Việt Nam nó có quá nhiều lý do để chúng ta biểu tình, nó có quá nhiều lý do để cho chúng ta xuống đường, và đó là cái lý do chính đáng không? Không có một lý do nào không chính đáng hết. Như vậy chúng ta có làm hay không? Một là tự do, hai là chết. Tiếng Anh nó nói như thế này là liberty or die. Đó. Tự do là chết hay là chết, chỉ có hai con đường. Đó. Chứ không thể nào chúng ta đứng kẻ giữa, đi hai hàng, không bao giờ được cái điều đó. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, và điều đó sẽ dẫn đến chúng ta cái sự diệt vong. Xin thưa với anh chị em, đủ không? Đủ chưa? Có anh chị em nào muốn lên chia sẻ thì em mời, còn không lên đó, không có anh chị em nào lên thì em sẽ chia sẻ một tí xíu nữa rồi em sẽ ngưng cái diễn đàn của em. Đó. Bởi vì từ nãy em đưa ra những cái cho chúng ta thấy rằng cái xã hội này nó quá khốn nạn. Và nó khốn nạn từ cái bản chất của nó là ở đâu? Cái bản chất của nó là cái chế độ. Nó đào tạo ra một cái con người đó, là không bao giờ biết suy nghĩ về coi như là cho mọi người. Mà họ đào tạo ra giống như một cỗ máy sống ích kỷ đó. Vì cá nhân, chủ nghĩa cá nhân nó đặt lên hàng đầu đó. Luôn luôn đặt cái chủ nghĩa cá nhân lên hết, không bao giờ đặt cái chủ nghĩa cộng đồng lên đó. Và luôn luôn sao? Dùng cái chủ nghĩa cá nhân đó để áp đặt nó cho người khác. Đó là cái sự, từ cái chỗ đó mà dẫn đến cái sự hư mất, dẫn đến cái sự thối nát như ngày hôm nay là người dân Việt Nam của chúng ta phải gánh chịu đó. Gánh chịu như thế nào? Quá nhiều sự bất công đó. Đâu đâu cũng có sự bất công, đâu đâu cũng có cái sự coi như là khốn nạn xảy ra đó. Nó khốn nạn từ nhà trường, khốn nạn đến coi như là trong các nhà thờ, trong coi như là các chùa chiền, các thánh thất luôn đó. Chúng ta thấy không? Tạo ra cái gì? Ở nhà trường á thì coi như là học sinh đánh nhau như là coi như là cơm bữa, giết nhau, thầy đánh trò, cô hiếp dâm học sinh hiếp dâm cô giáo đó. Chúng ta thấy không? Rồi học sinh hiếp dâm nhau. Rồi gì nữa? Chùa thì chắc chúng ta mới đọc một cái bài báo gọi là Tam Đảo 2. Tôi có share về trang của tôi, gọi là
phóng sự của báo phụ nữ Sài Gòn á, thế nào thầy chùa thì đi cưỡng dâm, thầy vua thầy chùa thì đi gạ tình đó, vô đến coi như là tôn giáo, học đường tôn giáo đó, rồi còn gì nữa. Ở xã hội chúng ta thì chỉ cần quẹt xe một cái là xuống xách lột nó bảo hiểm tắn ngay vào mặt đó, đập mày cắm đầu tại chỗ, đập mày chết luôn, không có cần biết mày là thằng nào đó. Rồi như thế nào nữa, vào cơ quan công quyền đó, công quyền là một nơi nào, một nơi để giải quyết cho coi như là cái sự tranh chấp của người dân, để là cái nơi gọi là công đường để xử, để xử coi như là cái sự mà bất công, để coi như giải quyết cái sự bất công, để đem lại cái sự công bằng cho người ta. Nhưng ở đây như thế nào, xin thưa anh chị em, công đường thì lại tham nhũng, công đường thì coi như là chạy chức chạy quyền đó, chánh án tòa án hiếp dâm, còn gì nữa không, còn gì để nói nữa không. Cho nên rất là khốn nạn, cái xã hội đó nó khốn nạn từ từ giáo dục, từ học đường, từ y tế, vô đến tôn giáo, kéo đến coi như cơ quan công quyền. Như vậy chúng ta có đủ cái cớ để chúng ta đòi lại cái quyền làm người của chúng ta không? Hay là chúng ta vẫn tiếp tục cắm đầu, hay là chúng ta vẫn tiếp tục chấp nhận làm nô lệ để cho Trung Quốc nó đè đầu cởi cổ người dân chúng ta, nó đè chúng ta, khi nào nó đè, nó mổ lấy nội tạng chúng ta thì chúng ta mới thôi, khi nào nó đè vợ chúng ta ra, nó hiếp dâm trước mặt chúng ta thì chúng ta mới thôi. Đúng chưa anh chị em? Xin thưa anh chị em, quá nhiều cái, có nhiều sự bất công quá để chúng ta phải lên tiếng. Anh chị em có muốn mình, con người mà sinh lão bệnh tử, đời người ai không bệnh, anh chị em có muốn khi bệnh vô bệnh viện nằm dưới gầm giường hay không? Có muốn hay không? Không ai muốn điều đó hết, đúng không? Tôi cũng không muốn, tôi tị nạn thôi, mà tôi bệnh một cái tôi cũng muốn vô bệnh viện nó tốt tốt một chút. Tại sao? Nó vô nó làm lẹ. Ai muốn nằm dưới gầm giường? Cho nên các bạn không muốn điều đó đúng không? Xuống đường đòi lại cái quyền của mình, đó là cách duy nhất. Các bạn muốn con em của mình coi như học sự dối trá hay không? Tối ngày cứ coi như là anh hùng nấp, coi như là lái máy bay nấp ở trên mây chờ B-52 của Mỹ coi như bay qua, bay gần đến nổ máy bay ra bắn. Muốn không? Muốn học sự dối trá đó không? Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, khi mà cái khẩu pháo nó đè nát thay của Tô Vĩnh Diện, anh Tô Vĩnh Diện ngóc đầu lên hỏi thế pháo thế nào rồi mới chết. Đó có phải là cái sự dối trá hay không? Và anh hùng Phan Đình Giót lấy đích lấp lỗ châu mai. Cái lỗ châu mai á, tôi nói anh chị em, thường thường á, cái lỗ châu mai á, nó cách và nó cách coi như là mặt đất, và thường thường ở trong cái lỗ châu mai đó là gì? Một á, là một khẩu 12 ly 7 nó nằm ở trong cái lỗ châu mai đó đó, hoặc là đó một khẩu coi như là cối 81, hoặc là một cây coi như là phòng không, một cây coi như là súng xạ nó nằm ở đó, ngon vô đi. Mà thường là 12 ly 7, nó bắn ít lắm, 12 ly 7 nó bắn nhẹ lắm đó. Ở sau có chút xíu trước lỗ chà bá nè đó, đưa đích nó vô đó mà chèn đó. Em chào anh Jason Lê, lâu quá không gặp anh. Chúng ta thấy không, hay là chúng ta muốn gì? Muốn để con em chúng ta học cái đó, và chúng ta học cái gì nữa? Ngọn đuốc sống Lê Văn Tám sự dối trá, dối trá từ học đường. Chúng ta muốn con em chúng ta học sự dối trá đó không? Xin thưa với anh chị em, bây giờ tôi hỏi là Lê Văn Tám đó là ai? Đốt kho xăng Nhà Bè rồi gia đình Lê Văn Tám là ai? Ở đâu? Không có. Rồi ai nữa? Kim Đồng. Nhắc đến Kim Đồng nữa đó. Nhắc đến Kim Đồng thì chắc chúng ta coi như là còn nhớ cái bài học thuộc lòng mà cái thời học sinh chúng ta cứ bị bắt
cứ bắt nhồi sọ trong đó là chú bé lắc sắc cái sắc xinh xinh à, rồi cái gì à, cái chân thon thoát rồi à, ba lô đội lệch mình hít sâu vang gì đó đó nhá. Mười hai ly bảy là xuống cao xạ đó, và đưa cái đít vô trong trong cái chỗ đó đó để cho nó bắn. Biết không đó, cho nên á chúng ta thấy chúng ta muốn con em của chúng ta học cái sự dối trá hay không, ở đây nhấn mạnh đến là sự dối trá và như thế nào đó. Tôi có đọc một cái bài tôi có đọc một cái bài báo. Thảo Nguyễn muốn lên không? Thảo Nguyễn muốn lên không? Mời Thảo Nguyễn nè. Có một cô gái là học khi học đến coi như là lớp 12 bắt đầu thi lên đại học thì ông già phải bán con trâu bán con trâu để coi như là cho con của mình đi vô đại học đó. Khi học bán con trâu xong, khi học xong đại học rồi ra trường cầm cái bằng về nhà đó. Về nhà bắt đầu làm gì về nhà xin việc làm hoài không có, thì cái người chủ mua trâu đó đó nó mới lại mướn lại cái người mà mướn lại cô gái này nè, mướn lại cô gái mà học ra nè đi chăn trâu. Bây giờ cái con trâu này á nó lại đẻ thêm một con trâu nữa, là một con trâu mẹ, một con trâu con đó. Thì từ người chủ trâu đó đó thì bán con trâu để cho con em mình học, và con em mình học xong xuôi về đi chăn trâu mướn lại cho cái người mua trâu của mình. Ủa, nghịch cảnh không? Nghe nó hơi coi như là có cái gì đó không đúng đúng không? Nhưng đó là sự thật, đó là sự thật, nó xảy ra ở đất Thanh Hóa đó. Anh chị em thấy không? Đau lòng hay không? Và rất là nhiều chuyện. Tại sao có những bài báo và người nước ngoài đi qua Việt Nam coi như là đi xe Honda ôm gọi là chạy ráp á. Em chào chị Tuyết, chị Ánh Tuyết đó. Thì những người coi như là chạy ráp á, nói tiếng Anh rất là giỏi đó. Sao không? Bởi vì tôi có bằng đại học, tôi ra trường là tôi có chuyên ngành luôn, chuyên ngành của tôi cũng ngoại ngữ rồi đàng hoàng đó, như tụi mày á, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng tao xin làm không được, tao không xin chỗ nào việc làm, bởi vì á tao đi xin việc làm chỗ nào cũng đòi tao mấy trăm triệu hết á, tao không xin được. Cho nên á tao phải đi chạy xe ôm, tao phải chạy ráp như vậy đó, thấy không? Nói thì có vẻ như mỉa mai, cái sự thật. Các bạn có muốn con em của mình nó như vậy hay không? Tôi nghĩ các bạn không muốn, tôi cũng không muốn. Ok. Thôi thì Thảo Nguyễn đi về coi như là hang bắt bó chơi với hồ bả chó nhé. Ở đây không có thời gian để tranh cãi với coi như là một cái loại coi như là chỉ biết còn đảng còn mình, chỉ biết bưng bô tối ngày chỉ có vài củ, một tháng chỉ có vài củ mà cấm đầu cấm cổ. Mờ hả? Không biết sao nữa, chắc là do sóng yếu á đó. Cho nên nếu chúng ta không muốn những cái điều bất công nó xảy ra với gia đình của chúng ta phải làm cái gì? Xuống đường đó. Nói chỉ có duy nhất thôi, đó là xuống đường. Xuống đường để làm gì? Đòi lại cái quyền làm người của chúng ta, đòi lại cái quyền tự do dân chủ của chúng ta, đòi lại những cái gì mà chúng ta đã mất. Có người sinh ra là đã có cái quyền. Vụ Nguyễn hồi nãy em cũng đã chia sẻ rồi, em chia sẻ từ đầu like và em chia sẻ những cái sự bất công của cái xã hội này như thế nào từ cái đầu like. Ở đây là cái khúc cuối rồi, em đang muốn coi như là chia sẻ hồi để dừng cái like này. Vậy hả? Không biết nữa. Thì anh chị em thấy sao? Tất cả chúng ta muốn những sự tốt đẹp nhất cho chúng ta đúng không? Thì chúng ta phải vượt qua cái lằn ranh, đó là cái lằn ranh sợ hãi, để tiến tới cái sự tự do. Chúng ta hãy bước vào cái cửa hẹp để mở ra cánh cửa rộng. Nếu như chúng ta không chen người đi vào cửa hẹp
thì sẽ không bao giờ mở được cái cánh cửa lớn ra. Đó. Giống như Kinh Thánh có nói, hãy vào cửa hẹp. À, vì con đường rộng thoáng là dẫn đến sự hư mất. Thì ở đây dựa vào cái câu Kinh Thánh này thì em cũng nói hãy bước vào con đường đấu tranh, hãy xuống đường để mở cái cánh cửa ra cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta chọn con đường thoáng đãng, nếu chúng ta chọn con đường im tiếng thì chúng ta sẽ dẫn đến sự hư mất. Đó là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra với dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó. Cho nên em muốn kêu gọi tất cả anh chị em hãy hưởng ứng cuộc xuống đường này và hãy cho thế giới biết rằng người dân Việt Nam không phải là Nam Á bệnh phu. Đó. Hoặc là cái nước Đông Lào, cái dân tộc Đông Lào đó nó bệnh phu. Đó. Chờ Nam Nguyễn. Không? Mà dân tộc Việt Nam có trên 4.000 năm văn hiến, dân tộc Việt Nam đã 14 lần đánh bại coi như là quân xâm lược phía Bắc, đó là quân Trung Quốc xâm lược đó, 14 lần. Phụ nữ Việt Nam cũng là những người anh hùng đó, noi gương Hai Bà Trưng. Thanh niên Việt Nam phải noi gương theo coi như là Quang Trung, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt đó, để coi như là đấu tranh chống lại cái sự gian ác, cái sự khốn nạn để lấy lại đất nước của chúng ta, quê hương đất tổ của chúng ta là nằm trong tay của chúng ta chứ không phải nằm trong tay của Đảng Cộng sản. Chúng ta đừng có coi như là chúng ta đừng có sợ. Nếu chúng ta sợ thì tất cả chúng ta sẽ xuống hố cả nút. Đó. Và thiệt thòi nhất á, là những anh chị em nào đó ở Việt Nam. Còn nói thật sự như chúng tôi nè, bây giờ nói thân phận chúng tôi đang tị nạn, như thật sự nếu mà có xảy ra chuyện tôi cũng đâu có bị gì đâu. Đó, tại sao tôi phải kêu gọi như vậy? Chào em. Dạ, em chào anh trai Huy Chương. Là đầu tiên thì em chúc tất cả cô chú anh chị em cùng các bạn trẻ ở trong nước thật bình an. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ngài ở cùng luôn luôn ở cùng anh chị em. Cầu xin Chúa ngài luôn luôn ban phước trên dân tộc này, và cầu xin Cha Thiên Thượng ngài ngó xuống để rồi chúc phước hết thảy những con văn, những con dân ở trong đất nước Việt Nam và trong dân tộc Việt Nam. Thì chúng ta yêu nước, chúng ta yêu nước bằng những hành động nào đây? Chúng ta yêu nước, chúng ta cứu quê hương thì trong lời Kinh Thánh Chúa nói là hãy vào cửa hẹp, thì con đường cửa hẹp sẽ là nơi đó Chúa sẽ mở cho con được cánh cửa để rồi nhìn xuống. Và cái thực tế ngày hôm nay trong cái dân tộc mình đã 44 năm qua, do cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tôn thờ và theo cái chủ nghĩa. Chào Elizabeth Lan. Yeah. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã tôn thờ cái chủ nghĩa búa và liềm, có định nghĩa nó là đập đầu và cắt cổ, và nó tượng trưng cho Satan. Mình là cơ đốc nhân, mình là con cái của Chúa, thì mình nhìn thấy được đó, mình kêu gọi người dân thoát khỏi cái nhà cầm quyền và thoát khỏi cái bầy quỷ đỏ này, đúng không anh? Và bằng cách nào người dân phải xuống đường và mạnh mẽ như cái câu của anh Huy Chương, anh nói là Đông Lào bệnh phu. Thì chúng ta có thể nào chúng ta suy nghĩ chúng ta là Đông Lào bệnh phu hay không? Hay là con người chúng ta nhìn trên đất nước và cái hiện tình xã hội này ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái quê hương, cái dân tộc đã 44 năm qua, em chào chị gái Gia Ân ạ, đã 44 năm qua thì chúng ta nhìn thấy cái dân tộc mình bị cộng sản và một bầy quỷ đỏ. Tôi xin phép được gọi cộng sản là một bầy quỷ đỏ chuyên ăn tàn phá hoại và hút máu của người dân. Cái cách nào để đưa cái dân tộc này lên phát triển, cái cách nào để đưa cái đồng bào mình lên? Mình nhìn thực tế ngày hôm nay, anh như anh ở Thái Lan và em ở Thái Lan, anh có nhìn thấy cái người công dân ở đây họ đâu có cần làm đầu tắt mặt tối đâu, đúng không anh? Họ đâu phải cần làm cực khổ giống như dân Việt Nam mình, đúng không anh? Người ta đi học người ta được miễn phí, người ta đi học người ta được miễn phí, 60 tuổi người ta về già người ta có tiền hưu, người ta sống một cách thoải mái, người ta sống một cách vô tư.
Còn dân Việt Nam mình làm phải chốc da lưng, làm phải từ đầu tắt mặt tối, để rồi làm rồi tới già già người dân Việt Nam mình chả được gì. Nhưng mà nhìn qua Thái Lan, người ta đem lại cái mưu cầu hạnh phúc, đem lại cái sự an sinh cho xã hội. Thấy Thái Lan giờ anh thấy không, người ta đâu có làm gì cực nhọc, người ta đâu có làm nhiều đâu anh, ta đâu có làm nhiều như dân Việt Nam mình phải hùng hục đâu. Mà người dân Việt Nam phải mở mắt ra, phải nhìn các nước tư bản thế giới, trên thế giới họ sống như thế nào. Mình muốn được đó, điều đó. Nhưng mà người dân muốn là một chuyện, làm là một chuyện. Anh có muốn rằng cho con anh đi học được miễn phí hay không? Anh có muốn rằng đưa gia đình của anh, khi anh về già, anh được tiền hưu, anh vào trong bệnh viện, anh được nằm miễn phí hay không? Anh có muốn hay không? Muốn là một chuyện, mà làm là một chuyện. Làm bằng cách nào? Chúng ta chỉ cần xuống đường, mỗi một người nhấc cái chân ra để chúng ta xuống đường là chúng ta sẽ có tất cả, và chúng ta sẽ có cái quyền đó, và cái quyền đó là quyền của chúng ta từ Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Cho nên mỗi con người chúng ta nhìn sang dân Hồng Kông, có nhiều người rằng nói rằng tôi khao khát, tôi ước mơ, tôi mong muốn, tôi như thế này, tôi như kia, muốn dân tộc mình được như Hồng Kông, như thế này, như thế kia. Và cuối cùng không chịu ai chịu Hay xuống. vậy. Cho nên tôi, cho nên tôi kêu gọi toàn thể người dân trong đất nước Việt Nam, chúng ta cùng nhấc cái chân lên, bước xuống đường để chúng ta đòi lại cái quyền mà chúng ta đang có. Và cái quyền tự do chúng ta ở đây, tự do không bao giờ miễn phí. Anh công nhận với em là cái tự do không bao giờ miễn phí không anh trai? Không có cái gì miễn phí hết. Đó. Tự Không do có phải trả miễn một cái phí. giá. Hồng Kông nó trả giá, Venezuela nó trả giá. Đó. Dạ Đông Bắc dạ ngày xưa nó cũng phải trả giá, đúng không? Không ừ, có chỗ Hồng nào mà Kông không họ trả trả giá giá hết. ừ. Như Nigeria đó, bây giờ họ trả giá, họ đã thành công rồi đó. Bây giờ cái Hồng Kông anh nhìn lại đã hơn 100 ngày Giờ qua chi tiết. họ xuống đường, họ có mất mát nha anh, nhưng mà họ chết 8 người. Mà cái dân tộc Việt Nam mình á không dám bước xuống đường sợ chết. Mà trong khi đó ở Việt Nam mình á, mỗi một ngày anh biết không, ung thư nè, ô nhiễm nè, tai nạn giao thông nè, bệnh chết hàng trăm người kìa mỗi một ngày. Vậy mà không chịu bước xuống đường, nhấc cái chân xuống đường. Anh thấy nó ngộ là ngộ kiểu đó. Bởi vì người dân Việt Nam cần phải thức tỉnh, đừng có ngủ mê nữa. Cộng sản nó lừa mình, nó lừa cái thế hệ của mình đã quá đủ rồi. Mình bây giờ mình, tất cả chúng ta không muốn cho con cháu chúng ta sau này nó bị lừa nữa. Chỉ có cách chúng ta xuống đường thôi. Đồng công với anh em chúng ta xuống đường thôi. Chỉ có xuống đường mới giải thể cộng sản. Em nói anh, chỉ Việt Nam mình mà thoát khỏi cộng sản là Việt Nam mình sẽ trở thành cường quốc của châu Á liền. Dân Việt Nam sẽ không trở thành đi nô lệ các nước như ngày hôm nay. Và người dân Việt Nam phải không cần đi làm cùng cực và hùng hục như ngày hôm nay để kiếm cái mà ăn. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh thánh người ta nói là, trong kinh thánh Chúa lên nói á, là trước mặt ta người chớ có các thần khác. Nếu dân tộc nào, nếu một đất nước nào mà thờ quỷ, thờ Satan thì đất nước đó Đức Chúa Trời ngài sẽ không ban phước. Anh thấy Hoa Kỳ tổng thống Donald Trump đều thờ phượng Đức. Cái người cộng sản Việt Nam mình của Satan. Cái dân tộc nào mà sờ Satan thì sẽ bị u ám cả cuộc đời. Mà bằng cách chúng ta phải giải thoát cái Satan này là chúng ta xuống đường. Chỉ nhất quyết chúng ta xuống đường chúng ta. Theo em nghĩ cái dân tộc mình đã đến lúc và đã đến cái hồi chuông rồi. Người dân cần phải thức tỉnh. Ngày hôm nay có một cái bản tin mà coi như là đọc là thấy máu lộn lên trên đầu một đám coi như là già, đã phải nói là một đám già. Xin lỗi anh chị em trên cộng đồng mạng, em phải dùng cái từ mà nó coi như là không biết như thế nào, thật sự rất là xin lỗi anh chị. Tóc bạc trắng, râu dài đến vậy, ôm hình Hồ Chí Minh, Hồ Bảy Tró một cách cung kính, để về đặt một cái nơi trang trọng nhất mà cả trăm lão như vậy khốn nạn dân tộc đó như thế nào, rồi dân tộc đó phải về đâu, tại sao những người như vậy cũng không nói cho con cháu biết rằng trời ơi cái thằng này thằng tội đồ dân tộc đó, già rồi gần chết rồi mà còn phải sợ chết, trời ơi, đến cái tuổi đó mà còn sợ chết nữa,
nó kêu làm gì là làm cái đấy, không hiểu tại sao mà dân tộc Việt Nam vẫn im được. Tôi chẳng hiểu. À, hồi sớm em có post một bài mà không biết anh chị em có cách để nhìn hay không, cách để nhìn nhận nhận phản động trên Facebook, nói về Bác Hồ. Bác Hồ của chúng ta khi đi á thì tìm đường cứu nước á thì chỉ có cao 1m62 thôi, nhưng về bác cao 1m7. Không phải bác của anh mà nó là thằng khốn nạn, anh bao giờ không bao giờ kêu nè. Đó, nói từ đầu không, khi về á là cao 1m7. Lý do chính á là bác ăn uống điều độ bằng gà Quảng Đông và chán miệng bằng táo nướng phết bơ. Tay bác tập thể dục và giữ cơ thể ấm bằng gạch hồng trong bao giấy giấu ở trong cái quần. Bọn xuyên tạc nó tỏ là bác làm như thế này như thế kia là người Triều Châu, nhưng thật đích thị là bác là người Triều Châu mà xuất giặc là người Triều Châu. Nói tới cái phản động là mình nhìn thấy, nói đến Hồ Chí Minh á, nói rằng câu Hồ Chí Minh thông thạo 29 ngôn ngữ, nhưng chúng nó bác đéo biết được cái tiếng Việt, vậy gọi là phản động. Ông biết 29 thứ tiếng đó nhưng mà tiếng Việt ông không biết. Ông Hồ Chí Minh đó, tiếng Việt ông đâu biết đâu. Khi ông đọc bản tuyên ngôn độc lập á, anh thấy không, ông đâu biết đọc đâu. Ông đọc càng ngập càng ngừng, càng ngập càng ngừng đánh dằn đó, anh nhớ không? Ông đâu phải đâu biết đâu. Đó, mình nhìn thấy đi, trong cái xã hội này Hồ Chí Minh, nói về Hồ Chí Minh nó dài dài lắm, cho nên em xin phép em ngưng ngang đây. Nhưng mà mình cần, anh chị em ơi, mình cần cho con cháu mình, mình cần phúc lợi xã hội cho con cháu mình. Mình cần khi mình trăm tuổi già, mình cần tất cả những điều trong cuộc sống, thì có cách chúng ta bước xuống đường để chúng ta giải thể cái đảng Cộng sản này. Chỉ có cách duy nhất là chúng ta nhấc cái chân ra ngoài đường cùng với đồng bào, chúng ta giải thể cái đảng Cộng sản này. Chúng ta đưa cái nền tự do, dân chủ, đưa cái gì, cái sự mà tình yêu thương về với đất nước mình. Chứ không thể nào để cho Cộng sản mỗi một ngày nào trên Cộng sản hiện diện trên đất nước mình là một ngày ăn tàn phá hoại và hủy hoại dân tộc mình. Em chỉ có lời kêu gọi là kêu gọi đồng bào hãy đứng lên mạnh mẽ xuống đường. Em rất là khao khát người dân xuống đường để đòi lại cái quyền của mình, cái quyền được nhìn, quyền được nghe và quyền được nói. Em rất là khao khát anh Huy Chương ạ. Em chào tất cả anh chị em mới vô nha. Hy vọng mọi người share cái livestream của anh Huy Chương ra. Dạ. Em chỉ kêu gọi mọi người xuống đường thôi. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn Trần Duy Chiến. Thì chúng ta cũng thấy đó, nói đến sự khốn nạn của cái chế độ thì hầu như không còn cái từ nào để nói nữa. Nó quá khốn nạn đi đó. Và những cái quyền của chúng ta bị mất mấy mươi năm nay. Và tại sao chúng ta phải đặt ra câu hỏi, tại sao người Việt phải đi tự tị nạn, tại sao người Việt phải đi lưu vong đó? Bởi vì chế độ Cộng sản. Cho nên nếu chúng ta không muốn người Việt Nam vẫn tiếp tục làm nô lệ cho chính quê hương của mình, thì bây giờ không còn cái cửa để đi tị nạn nữa, không còn cái cửa để coi như là dông thuyền ra biển để coi như là tìm tàu Đức, tàu nhờ tàu Mỹ được cứu vớt, tàu Hà Lan, tàu Tây Ban Nha cứu vớt đâu, mà sẽ chết trên chính quê hương của mình, làm nô lệ chính quê hương của mình. Nếu các bạn không muốn điều đó, xuống đường có một cách duy nhất thôi. Bất công tràn lan trên xã hội rồi, không còn cái chỗ nào để chúng ta nói nữa, chỉ còn một cách là xuống đường thôi đó, đòi lại cái quyền của mình thôi. Đó, đó là những gì ngày hôm nay em muốn chia sẻ với tất cả anh chị em, cô chú bác. Em muốn cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác đã dành rất là nhiều thời gian quý báu của tất cả anh chị em, cô chú bác trong suốt thời gian qua. Đó, và luôn luôn dành cái tình cảm cho em trong suốt thời gian qua. Và hy vọng anh chị em tiếp tục share những cái livestream của em ra, để cho đánh động đến tuổi trẻ trong nước cũng như người dân chúng ta nhìn thấy hiểm họa mất nước. Và hãy cùng cất lên tiếng nói, mỗi người góp một viên gạch, mỗi người góp một hạt cát, để tạo lên cho cái xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn. Một bàn tay không thể nào vỗ lên tiếng đó, nhưng
hai mặt bàn tay sẽ vỗ lên được chỉ có một tiếng, nhưng hàng triệu bàn tay vỗ lên thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng vang có thể làm sụp đổ cả tòa nhà, cả tòa lâu đài. Cho nên mỗi người chúng ta hãy góp một bàn tay để đưa đất nước chúng ta thoát khỏi cái sự độc tài của cái chế độ Việt gian cộng sản bán nước này. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Chúng ta cả những anh chị em, cô chú bác ở bên kia nửa vòng trái đất có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Và chúng ta cả những anh chị em ở Úc Châu có một giấc ngủ thật là ngon giấc. Chúc tất cả những anh chị em ở Việt Nam bước qua cái ranh giới giữa sự sợ hãi và cái sự mạnh mẽ để ngày 29 tháng 9 xuống đường đòi lại cái quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Một là tự do, còn hai là chết hoặc là nô lệ. Mà nô lệ cũng giống như chết thôi. Cho nên á, chúng ta hãy cùng góp tiếng nói, cùng xuống đường, cùng coi như là đưa đất nước chúng ta thoát khỏi sự diệt vong. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Xin lỗi một anh nào đó muốn lên, nhưng bây giờ em đã coi như là phải kết thúc diễn đàn, bởi vì em live từ lúc 7 giờ đến bây giờ. Thì hy vọng tất cả anh chị em vẫn tiếp tục ủng hộ em trong những cái livestream tiếp, và em sẽ cố gắng, cho dù bận như thế nào thì em cũng sẽ cố gắng làm những cái livestream để góp lên một cái tiếng nói cùng với anh chị em, cô chú bác, để làm thúc đẩy cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Cầu xin tình yêu Thiên Chúa luôn luôn ở cùng với tất cả anh chị em, bảo vệ tất cả anh chị em, kể cả người trong coi như là có tôn giáo hay có đạo, người bên giáo hay là người bên lương, người tin lành hay là người hòa hảo, hay là tất cả anh chị em đều là anh chị em của chúng ta, được sự bảo vệ, được sự che chở của tình yêu Thiên Chúa bao la của chúng ta. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại tất cả anh chị em, cô chú bác trong những cái live tiếp theo.